các anh chị em. Xin chào các anh chị em ha. Để cho các anh chị em vào cho đông đủ các anh chị ha. Chào miền Trung về tôi. Rồi bây giờ xin mời các anh chị em xem qua cái đoạn clip tiếp. Bạn có thể. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Đoạn clip này là đoạn clip mà Vũ nghe không bao giờ chán các anh chị. Rồi chào anh Mười, chào Ami Phạm, chào Hoa Bùi. Những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay. Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ đi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại. Và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào.
Trong những sách tuyệt vời của mình, Bolton Peter đã nói rằng trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ đô la nhờ vào những cơ hội, mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn, và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa, là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Ok, bây giờ Vũ sẽ duyệt một lần nữa rồi để cho các anh chị em vào ha. Để sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, rồi xong. Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã có mặt trong cái buổi livestream vào tối ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn một buổi tối an lành, một buổi tối ấm áp và một buổi tối sẽ đón nhận một số thông tin và một góc nhìn nào đó có thể rằng là có thể giúp cho các chị em lựa chọn cho mình một con đường để có thể là đạt được nhiều thứ trong cuộc sống. Rồi, và sau cái buổi ngày hôm nay thì hy vọng rằng là sẽ có nhiều thứ đổi thay đến với các cô chú, các anh chị và các bạn. Ok ha. Nó hơi dài dòng xíu nhưng mà mục tiêu chính của Vũ là rất là khao khát để mang đến cái cơ hội này cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Và rất mong muốn tất cả chúng ta cùng nhau đạt được những cái ước mơ mà chúng ta hằng mong muốn. Các anh chị em hình dung biết không? Ok, thì ngày hôm nay Vũ có nói về một cái chủ đề. Đó là tại sao nên tham gia Round 1. Đây là một trong những cái chủ đề mà có thể gọi rằng là, thực ra là từ xưa giờ Vũ chưa bao giờ tạo ra những cái chủ đề, mà là có nghĩa rằng là khi ai hỏi thì Vũ trả lời, hoặc là ngày hôm nay có sự kiện gì thì Vũ sẽ dựa theo sự kiện đó thì Vũ chia sẻ thêm, rồi trong quá trình chia sẻ bắt đầu là chia sẻ thêm. Ok, nhưng mà hôm nay á, Vũ muốn chia sẻ cái phần này để giúp cho các anh chị em có thể định hướng được mà khi mà đến với Round 1 á, cho nó hiệu quả nhất, và nó sẽ giúp cho các anh chị em bớt đi những cái mà thời gian. Ví dụ giống như các anh chị em tập trung làm Round 1 thì các anh chị em chỉ có việc theo cái hướng là các anh chị em làm thôi. Còn mà sau cái buổi này mà các anh chị em thấy không có hứng thú gì về Round 1 thì các anh chị em có thể rằng là gì? Có thể rằng là mình dành cái công việc, tập trung cái thời gian của mình, lo cái công việc riêng của mình cũng được. Đó, nó là như thế. Trước tiên thì chúng ta hỏi cái câu là tại sao chúng ta nên tham gia Round 1 á, thì Vũ cũng muốn nói với các anh chị em như thế này nè. Bạn sẽ có nghĩa là cái ước mơ của mình, cái mong muốn của mình, điều đầu tiên khi đến với Round 1 thì mình thử xem coi ước mơ của mình trong vòng 2 năm tới, 5 năm tới mình sẽ được cái gì và đạt được và thực hiện được những cái gì mình từng khao khát không? Rồi hiện tại bây giờ mình có những gì và mình chưa có gì và mình mong muốn cái gì. Các anh chị em hình dung ý không? Có nghĩa rằng là việc đầu tiên mình phải xác định được rằng là hiện tại bây giờ mình thực sự đang mong muốn cái điều gì và ước mơ của mình như thế nào. Rồi trong vòng 1 năm tới, 6 tháng tới, hay là 2 tháng tới, hay là 3 năm tới, hay là 5 năm tới, hay 10 năm tới,
thì việc đầu tiên chúng ta cần phải xác định được cái giấc mơ của chúng ta, cái ước mơ của chúng ta, cái lý do của chúng ta và cái tầm nhìn của chúng ta và cái định hướng của chúng ta mong muốn đạt được trong cuộc sống của mình. Các anh chị em hình dung ý ha. Thì ở đây Vũ cũng chia sẻ các anh chị em như thế này nè. Thì có nhiều người á, cái ước mơ của họ thì họ nói rằng là tôi muốn kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà có nhiều người họ không biết rằng họ muốn kiếm nhiều là bao nhiêu. Thì ở đây á, Vũ cũng nói với thêm các anh chị em rằng là khi mà mình có một cái khao khát gì đó thì mình nên vạch một cái mục tiêu và nên vẽ những cái ước mơ của mình ra, hoặc là mình viết ra, hoặc là mình không thành viết cũng được, nhưng mà trong tâm trí của mình luôn luôn hiện hữu về những cái thứ đó. Thì như vậy á, thì mình sẽ dễ dàng đạt được. Chẳng hạn giống như Vũ cũng chia sẻ góc nhìn của Vũ thôi. Khi Vũ còn bé, Vũ ước mơ là Vũ sẽ đi được nhiều nơi trên thế giới, và đặc biệt thêm là phải đi được nhiều nơi ở Việt Nam nữa. Thì các anh chị em biết điều gì không ạ? Hồi đó lúc mà mình còn bé, xong lúc mà Vũ còn bé thì Vũ cứ nghe tới cái hãng gọi là hãng hàng không mà Cathay Pacific đó, thì cứ nghe thôi, nghe quảng cáo thôi. Nhưng mà các anh chị em biết điều gì không ạ? Tới cái ngày mà Vũ, cái ngày mà đầu tiên mà khi mà xuất ngoại là vào 2005 thì đi cái chuyến bay đầu tiên cũng là cái hãng Cathay các anh chị, là đi từ ở Sài Gòn đi qua Hồng Kông các anh chị. Đó, đó cũng một cái góc nhìn là gì, khi mình cứ nghĩ về cái giấc mơ của mình càng nhiều bao nhiêu á thì nó sẽ đi vào trong cái tiềm thức của mình. Các anh chị em hình dung ý ạ. Thì ở đây á, lúc nào á trong đầu của mình á cũng hình dung ra cái mong muốn của mình, cái ước mơ của mình, thì lúc này á bắt đầu chúng ta mới bắt đầu có cái gọi là cái lý do, đúng không ạ? Tại sao đạt được cái đó và làm thế nào để đạt được cái giấc mơ của mình. Chẳng hạn giống như mơ có một ngôi nhà rất là to đẹp, mơ một chiếc xe đẹp, đúng không ạ? Hoặc mơ được đi du lịch nhiều nơi, rồi mơ có bồ đẹp, hay là vợ xinh, hay vợ ngoan, con ngoan, rồi cho con đi học trường nào, rồi tùm lum hết, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường chúng ta hay mơ rồi chúng ta để đó, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các anh chị em mơ xong rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình phải tìm ra giải pháp làm thế nào để mình đạt được những cái giấc mơ đó. Đó, cái đó mới là cái quan trọng, các anh chị em hình dung ha. Nói chung là buổi hôm nay sẽ có nhiều thời gian nên là Vũ sẽ chia sẻ góc nhìn cái câu chuyện của Vũ thôi, được chưa? Để cho các anh chị em dễ hình dung như thế này nè. Khi mà Vũ còn bé thì sao, giấc mơ của Vũ rất là to à, thì khi mà bắt đầu khoảng tầm 19 tuổi á, lúc đó lớp 18, 19 tuổi, lúc đó Vũ học lớp 11, 12 vậy đó, thì là có một bà vô tình thôi. Bà xin ăn á, là học sinh mà lúc hồi học phổ thông mà, đúng không ạ? Thì ngồi uống cà phê, thì đã bắt đầu á, là mình mới dành ra, Vũ dành ra 2-3 nghìn á, Vũ tới Vũ cho cái bà đó. Đó, thì tự dưng ấy là vô tình bà chạm tay á, xong bà nói rằng là cho bà rờ tay, hết tay đi, rờ mặt luôn, đúng không? Thế là bà bói, bà nói để bà bói cho con. Thì bà nói rằng là vào khoảng 40 tới 42 tuổi là con là một trong ba người giàu nhất Sài Gòn. Mà các anh chị em biết là thời điểm đó Vũ đang ở Bình Phước, thì làm sao mà Vũ có thể rằng là Vũ đâu có biết Sài Gòn ở đâu đâu, đúng không? Mà cũng chưa đến Sài Gòn nữa mà bà phán câu như thế đó. Các anh chị em nghe buồn cười không? Chắc có lẽ ngày hôm nay các anh chị ở đây có 180 người đang xem mà, đúng không? Thì ngày trước Vũ hay cũng chia sẻ trên Facebook, nhưng mà lâu rồi, đúng không? Ít người đọc lắm. Nhưng mà hôm nay Vũ chia sẻ cho các anh chị em biết. Tự dưng á, là các anh chị hình dung rằng là lúc nào á, trong đầu nghĩ quái, tự dưng lại kêu mình là một trong ba người giàu nhất Sài Gòn, các anh chị hình dung ạ. Nhưng mà sự thực á, là thời điểm đó Vũ học phổ thông á, thì Vũ lúc mà Vũ ở trong rẫy nha, gọi trong rẫy á, nhưng mà lúc nào trong tư tưởng á, mình cũng phải muốn là mình làm một cái gì đó, mình phải trồng một cái loại cây gì đó mà một năm có thể kiếm cho mình lên 1 tỷ, 2 tỷ hoặc 3 tỷ. Và Vũ cũng thực hiện, các anh chị. Thì cái câu chuyện này nó dài lắm, nhưng mà là gì, Vũ phải đánh đổi bằng cách đó là gì, bán những con chó mà Vũ nuôi á, không? Rồi mượn bạn á, thằng bạn nhà bạn nó có con chó, nó suốt ngày nó, Vũ đi học về suốt ngày nó cứ sủa không à, nó cứ rượt không à. Cái Vũ còn kêu bạn thân của Vũ, mày cho tao luôn con chó này đi, để tao
tao mua bán nó xong rồi mua cây giống để tao trồng. Đó, hồi đó Vũ trồng á, cây sà cừ các anh chị. Và mục tiêu á, lúc mà trồng cây sà cừ á, là trồng lên được 1.000 cây, được chưa? Và một cây á, sau này bán được 1 triệu một cây, có nghĩa là kiếm được 1 tỷ. Và các anh chị em biết không, bán cả mấy con chó đi, đúng không ạ? Mà để lấy tiền á, mua cây giống á, để mà trồng các anh chị. Đó, về sau này á, thì khoảng 1 năm sau thì cái rẫy đó bán đi. Nhưng mà là gì? Sau này quay trở lại, 10 năm sau quay trở lại thì vẫn thấy có những cây sà cừ nó rất là to các anh chị. Không? Đó là cái mà cái từ thời phổ thông nó đã nghĩ ra như thế rồi các anh chị. Hình chưa? Thì bắt đầu qua thời gian khi Vũ xuống Sài Gòn á, bắt đầu sao? Vũ thấy có rất là nhiều thứ. Và bắt đầu á là Vũ thấy có một cái công ty. À, lúc đầu nghe có người ta dẫn tới cái công ty Lô Hội các anh chị. Xong bắt đầu là người ta mới chia sẻ về công ty Lô Hội á, gọi là FLB, Forever Living. Rồi sau đó vô nghe người cách kiếm tiền, đúng không? Rồi ở trên nó giới thiệu xong rồi dưới nhúc nhích trên có tiền, đúng không? Rồi người này xài hàng, người này mua hàng, người kia, người nói chung rằng là cái nhu cầu đánh răng nè, mỹ phẩm nè, dinh dưỡng nè, người ta xài đi xài lại. Thì ở dưới mà cứ ai xài thì sao ạ? Khi mình xây dựng được một hệ thống xong mà ở dưới ai xài thì ở trên mình có tiền. Ồ, cây này nó hay. À, đó, mình bắt đầu mình nghiên cứu. Tại vì lúc đó Vũ học là về quản trị doanh nghiệp, nên là Vũ nghe đó, những cái đó rất là thú vị. Thì ở đây á, là gì, Vũ cũng nói với các anh chị em như thế này nè. Việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta cần phải là gì? Mình nhìn, mình mong muốn, mình đạt được cái điều gì. Xong bắt đầu mình cứ hình thành lên trong đầu của mình, cứ hình thành hàng ngày. Và khi mình hình thành hàng ngày á, xong bắt đầu lúc này á, mình đi tìm giải pháp. Các anh chị nhớ ạ. Mình bắt đầu á, là gì? Mình sẽ đi tìm coi ở lĩnh vực nào, cái công việc nào có thể giúp mình đạt được ước mơ đó. Đó. Thì ở đây các anh chị em hình dung rằng là ví dụ mình mong muốn mình kiếm được nhiều tiền, đúng không? Ví dụ 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ hoặc là nhiều hơn, thì lúc này mình phải lựa cái công việc để mà gì? Để mình làm. Mình phải chọn, được chưa? Rồi xong mình đi học cái lĩnh vực đó. Thì ở đây Vũ chỉ nói về cơ bản thôi, không nói sâu thêm. Nhưng mà Vũ chỉ nói về cơ bản, các anh chị em hình dung nè. Ở trong cái Kim Tứ Đồ á, mà Kim Tứ Đồ người ta đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Có người đi làm công, có người làm tư, rồi làm chủ và làm đầu tư. Thì các anh chị em thấy rằng là có nhiều người á, họ ước mơ họ kiếm thật là nhiều tiền, có xe, có cổ, rồi có nhà, rồi này kia, rất là giàu. Nhưng thực tế cái công việc hiện tại của họ chọn á, cái công việc đó không thể giúp cho họ đạt được cái điều đó. Chẳng hạn giống như các anh chị em để đi, có nhiều người á, họ đi làm công ăn lương một tháng 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hoặc là 50 triệu. Có người á, thì rất là giàu, các anh chị hiểu không ạ? Nhưng mà có người phần lớn á, là gì, đi làm công á, những người đó lại có rất là nhiều người họ không giàu lại được. Nhưng mà tại sao bên cạnh đó có những người họ rất là giàu? Là bởi vì sao vậy? Bởi vì các anh chị em nhớ này, trong Kim Tứ Đồ nó có đâu, làm công nè, làm tư nè, rồi làm chủ và đầu tư. Thì những người làm công rồi nè, những cái người mà đi làm hàng ngày để mà lãnh lương hàng tháng á, thì mình không có còn không bàn cãi tới, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái số người làm công này nè, có những người họ có kiến thức, được chưa? Họ có được sự chỉ dẫn, có những người họ chỉ cho họ, hoặc là họ tìm tòi đó, hàng ngày đi làm để kiếm đồng tiền ổn định. Đó là cứ làm ngày 8 tiếng kiếm được số tiền. Rồi sau đó về mày mò làm thêm một cái gì đó, đầu tư thêm một cái gì đó. Đó. Thì cái những người này này, phần lớn là sao? Là họ rất là dễ giàu. Sự thật luôn á. Tại sao vậy? Họ an tâm cái công việc hàng ngày các anh chị. Các anh chị em để đi, có nhiều người làm công nha, nhưng mà họ rất là giàu. Hàng ngày họ vẫn đi làm. Tại sao vậy? Họ đi làm họ ổn định được cái cuộc sống của họ. Họ không phải lo lắng gì về vấn đề mà cơm áo gạo tiền nhiều. Đó, nhưng mà cái số này nó ít lắm, tỷ lệ nó rất là ít. Lâu lâu mới sót ra được một vài người. Thì sao? Nên là gì? Họ đem qua họ đi đầu tư. Các anh chị em để ý, bây giờ có nhiều người đi làm công ăn lương, nhưng mà họ vẫn học về Forex nè, họ học về cách bán hàng online nè, họ học những cái cách môi giới để làm sao có thể kinh doanh được bất động sản nè, hoặc là họ làm cái này làm cái kia, hoặc là họ
họ làm thêm cái lĩnh vực gọi là kinh doanh network, gọi là mình hay gọi là kinh doanh đa cấp chẳng hạn. Đó, thì họ vẫn có thể kiếm được tiền. Khi nào mà cái dòng tiền mà bên cái việc mới của họ mà thật là nhiều thì lúc này họ mới ngưng, họ không làm công nữa. Nhưng các chị em để ý đi, phần lớn những người làm công á là tại vì sao vậy? Tại vì sáng họ đi làm, tối họ về, rồi sau đó họ coi tivi, họ lo con cái rồi gia đình, sau đó họ đi chơi hay hoặc là họ đi chơi bạn bè, xong cái họ về họ ngủ. Họ cứ lặp lại cái công việc này thường xuyên, đúng không ạ? Và cái đồng lương nó có từng đó nên họ không thể giàu được. Nhưng mà trong đầu họ vẫn có một ước mơ, họ muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cái giải pháp của họ, cái công việc họ chọn á, đúng không ạ? Rồi cái định hướng của họ, họ không có ok. Cái việc đó nó không thể giúp cho họ đạt được ước mơ. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Ok ha. Rồi đối với những người làm tư thì sao? Phần lớn những người làm tư là những người giống như là mở tiệm thuốc này, mở tiệm thuốc tây bán này, các anh chị thấy không? Hoặc là mở tiệm tạp hóa này. Đó, có nghĩa hoặc là ví dụ mở ra một cái salon tóc nè, hoặc là mở ra một cái tiệm nail nè, hoặc là mở những cái tiệm mà tự mình làm. Nó gọi giống như là vừa ăn cơm mà vừa rửa bát đó các anh chị. Có nghĩa là tự mình làm hết. Chẳng hạn giống như các bác sĩ cũng vậy, đúng không ạ? Thì các bác sĩ các anh chị em vừa làm, có nghĩa là rồi xong bắt đầu là tự xử lý, nói chung một mình làm thôi. Thì ở đây á, thì phần lớn những cái người mà tự làm á thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp xảy ra. Một á thì sao? Thì chỉ làm vừa đủ xài thôi. Tại sao vậy? Chẳng hạn giống như các bà tạp hóa các anh chị thấy đi, hay là các cái tiệm thuốc tây đi, thì họ cũng chỉ sao? Họ bán được một cái khu vực nhỏ nhỏ đó thôi. Họ chỉ kiếm được một số tiền thôi, chứ không có kiếm được nhiều. Các anh chị em hình dung ạ, nó sẽ không kiếm được nhiều. Nhưng trong cái lĩnh vực làm tư này, có những người họ kiếm được rất là nhiều tiền. Là bởi sao vậy? Lâu lâu sót ra được những nhân tài. Có nghĩa là họ cực kỳ giỏi trong cái việc đó. Chẳng hạn giống như nhạc sĩ nè, đúng không ạ? Cũng là gì ạ? Cũng là làm tư đó. Hoặc là ca sĩ này cũng là làm tư các anh chị. Đó, rất là nhiều. Nhưng mà chỉ cần mà lâu lâu mới sót ra được một vài người là rất là giỏi, thì họ kiếm được rất là nhiều tiền. Các anh chị em để ý không? Không phải ca sĩ nào cũng nổi tiếng, nhưng mà ca sĩ nào mà có cái tài đó rồi mà nổi tiếng thì họ cực kỳ giàu. Đó. Nhưng mà khi họ kiếm được nhiều tiền đó, đúng không? Chẳng hạn giống họ có tài, họ kiếm được nhiều tiền mà họ không biết đem đi đầu tư, họ không biết đem đi bỏ vô chỗ này chỗ kia thì sao ạ? Thì tới một thời điểm họ cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Đâu phải ai cũng hát mãi các anh chị, đúng không ạ? Họ mới phải làm động tác này động tác kia. Hoặc là ví dụ giống như những người nhạc sĩ vậy, họ sẽ bán những cái bản quyền từ những cái bài hát, đúng không ạ? Thì cái vấn đề là cái mong muốn của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta nhìn hết tất cả các cái sự việc này, đúng không ạ? Làm công này và làm tư này, tự mình quản lý này, tự mình quản lý công việc của mình. Phần lớn là những người mà tự làm cho bản thân của mình. Mấy cái người mà gọi giống như tiệm tạp hóa này, hay tiệm thuốc tây này, hay là những người mà gọi là mở tiệm tóc này, hay là ví dụ, hay là mở phòng mạch đi. Phần lớn những người này rất là tự tin. Hoặc là mở một cái tiệm sửa xe hay tiệm gì đó không biết. Các anh chị hình dung đi ạ. Phần lớn là những người này họ rất là tự tin là gì? Tôi làm chủ tôi, đúng không ạ? Họ tự làm chủ họ mà, họ tự làm, họ tự hoạch định. Nên là sao? Thì với công sức của họ là họ làm có mình họ à, đúng không ạ? Nên họ có kiếm được nhiều tiền, được chưa? Nói chung ra rằng là lâu lâu mới sót ra được một nhân tài trong cái lĩnh vực mà làm tư này. Chẳng hạn giống bác sĩ các anh chị, chỉ cần mà cái ông đó mà ông giỏi một cái môn gì thôi, thì ông kiếm cũng rất là nhiều tiền. Đó, vẫn kiếm được rất là nhiều tiền nha. Nhưng mà hôm nào mà ông bị bệnh đó là ông không kiếm được tiền. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Những người làm tư á, hay làm công cũng vậy. Làm công á, thì làm ví dụ bệnh á, không đi làm được là không có tiền, đúng không ạ? Rồi làm tư cũng vậy, lỡ mà bệnh đi, đúng không ạ? Hoặc là mệt đi, hoặc về già đi, không làm được thì sao? Lại không có tiền nữa. Ok, thế thì bây giờ làm chủ, được chưa? Thế bây giờ các anh chị em để này, nếu mà mình làm chủ đi, rồi gọi là làm chủ thì phải mở công ty, đúng không? Để mà gì gọi là chủ doanh nghiệp đó. Đó, trong cái kim tứ đồ nó sẽ nói là cái phần mà làm gọi là chủ doanh nghiệp đó, gọi là giống như là mở công ty ra, mở doanh nghiệp ra. Thì khi mà mở doanh nghiệp ra thì sao? Thì anh phải việc đầu tiên á là anh phải có gì ạ? Anh phải mở công ty nè, rồi thiết kế lập văn phòng nè, đúng không? Rồi tuyển nhân viên nè, rồi kế toán nè, rồi bắt đầu là lựa sản phẩm nè, rất là nhiều thứ. Các anh chị nhớ,
Bởi vì á, rằng các anh chị để mà tạo ra một doanh nghiệp á, đúng không ạ? Trước khi tạo ra một doanh nghiệp thì sao ạ? Thì họ phải đầu tư rất là nhiều thứ. Sau đó bạn sao ạ? Sau đó bắt đầu mới hoạt động kinh doanh, rồi lúc này mới kiếm được tiền. Nên rằng là gì? Nên rằng là các anh chị em để ý đi. Có rất là nhiều công ty phá sản trong thời gian 1, 2, 3, 4 năm đầu. Rất là nhiều luôn. Có nhiều người á, các anh chị em, mình đi ra đường á, nhiều khi công ty nó mới vừa mọc lên, mở cái cửa hàng đó, mở cái trung tâm đó, tự dưng được 3 bữa dẹp tiệm. Mà mình nhiều khi mình thấy sao mà nó dẹp nhanh như thế, đúng không ạ? Bản thân mình cũng mở công ty, đúng không ạ? Đôi lúc có nhiều anh chị em cũng đã từng mở công ty, cũng đã thấy rằng là nhiêu khê rất là nhiều, đúng không ạ? Hoặc là mình phải đầu tư rất là nhiều. Ok, các anh chị em có để ý không? Bây giờ mình không nói sâu về cái vấn đề đó, nhưng mà các anh chị em có để ý rằng là từ khi mà có Internet, có Facebook, có YouTube, nhưng mà nó phải có thêm một cái động tác, đó là gì? Live stream. Thì có nhiều nhân tài xuất hiện, và nhiều nhân tài này kiếm được rất là nhiều tiền. Nhiều khi có một cá nhân thôi, đúng không ạ? Họ gọi là làm tư đó, giống như là tự mở một cái shop nhỏ thôi, hoặc là ngồi ở nhà thôi và mua một cái điện thoại, đúng không ạ? Và live stream, đúng không ạ? Rồi sau bắt đầu là giới thiệu về sản phẩm, quần áo, hoặc là shop này shop kia, thì họ vẫn kiếm được rất là nhiều tiền. Các anh chị em biết rằng có những cô gái nha, bán hàng qua mạng online thôi, qua Facebook, qua YouTube, live stream thôi, đúng không ạ? Họ vẫn có thể bán được hàng tỷ đồng, một tháng thu nhập 1 tỷ, 2 tỷ là chuyện bình thường các anh chị. Vẫn có mà các anh chị. Đó là công nghệ đó các anh chị, đó là thời kỳ 4.0 đó, đúng không ạ? Giống như bây giờ Vũ nói đơn giản đi, Vũ ngồi đây, đúng không ạ? Vũ không có thể trình bày theo cái bài bản, theo giống như nhiều thứ là khi mình đứng lên sân khấu để mình trình bày, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì sao? Thì mình ngồi ở trong cái xe này, mình có thể chia sẻ được nhiều người trên khắp thế giới. Nó là như thế. Các anh chị em hình dung không? Vậy thì các anh chị em để ý này. Bình thường á, những người làm công, đúng không ạ? Rồi những người làm tư, đúng không ạ? Rồi những ông chủ. Thì sao ạ? Những cái người này á, bình thường nha, theo mô hình thông thường mà không ứng dụng về công nghệ thì sao? Thì những người này thực sự rất là khó giàu. Và muốn giàu á, phải đầu tư rất là nhiều, rất là cực. Họ có nghĩa rằng là nó rất là cực, chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà từ khi có livestream này, đúng không ạ? Có gọi là có Internet này, có Facebook này, có Zalo này, rồi có nhiều thể loại WhatsApp, Telegram, Instagram, đúng không ạ? YouTube, rồi nhiều kênh. Thì sao ạ? Thì nó đã giúp cho những con người này nè kiếm được sao ạ? Kiếm được rất là nhiều tiền mà bỏ vốn ra rất là ít. Các anh chị em biết rằng nó gọi là giống có nhiều công ty, nó chỉ có một người, hai người thôi. Có khi đó là chỉ có vài le que, có năm người thôi. Nhưng mà họ có thể kiếm được lên tới hàng triệu đô. Các anh chị em hình dung ý không? Bởi tại sao vậy? Bởi vì họ có thể tận dụng được Internet. Họ có thể tận dụng được tài năng của họ. Các anh chị em có để ý không? Thời nay ca sĩ kiếm được rất là ít tiền. Tại sao vậy? Tại vì á, rằng là bây giờ á, rất là nhiều ca sĩ mọc lên. Các anh chị không có tiền, các anh chị vô YouTube đi. Một bài hát đó có khi là rất là nhiều người họ hát, đúng không ạ? Nên là ca sĩ thời nay thực ra kiếm không nhiều tiền bằng thời xưa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Internet nó gần như công bằng cho tất cả mọi người. Tại vì trước đây để trở thành một ca sĩ đi, hay trở thành một diễn viên đi, thì sao ạ? Thì họ phải đầu tư rất là nhiều. Họ phải vô trường học, phải, ta nói rằng là nhiều khê lắm. Nhiều khi phải đánh đổi giá trị bản thân nữa mới đạt được cái điều đó. Nhưng mà bây giờ thì sao ạ? Có nhiều người họ có giọng ca tốt, đúng không ạ? Họ có thể cầm họ có thể rằng là gì? Họ có thể hát và cái điện thoại quay lại và họ up lên trên YouTube và họ cũng kiếm được hàng triệu lượt view các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị em để không? Nên rằng là gì? Với thời kỳ ngày hôm nay mình phải phân biệt ra nhiều lĩnh vực để làm gì? Để mình mới thấy rằng mình nên chọn lĩnh vực gì để mình làm, để mình thực hiện ước mơ. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Việc đầu tiên á, là mình phải hình thành trong đầu của mình nè, cái ước mơ của mình mong muốn là gì nè. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Trước tiên, nói chung là chưa cần biết mình phải làm cái gì, thì việc đầu tiên mình phải hình thành trong đầu là gì, cái mong muốn của mình là gì. Thực sự mà nói, cái ước mơ của mình là gì. Rồi lúc này á, bắt đầu á, mình ngồi xuống mình xem nên là lĩnh vực nào, làm cái gì,
làm cái gì để có thể đạt được cái giấc mơ cho mình. Và mình xem thử coi cái khả năng của mình, cái tài năng của mình là cái gì. Mình xem thử coi sở trường của mình là cái gì, mình phát huy cái sở trường đó. Các anh chị em hình dung yếu quá. Nhưng mà các anh chị em có để ý một điều rằng là gì không? Từ nãy giờ Vũ chia sẻ, các anh chị em có để ý không? Tất cả những cái đó nó mang tính chất hình thức là gì? Cá nhân. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là một cá nhân làm phải có tài năng thì cái người đó mới kiếm được nhiều tiền. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Ví dụ bây giờ Vũ giỏi đi, thì Vũ mở ra công ty, Vũ điều hành, Vũ phát triển nó tốt. Nhưng mà đó là sức lực của một mình Vũ. Hoặc là một ông bác sĩ, ổng giỏi thì sức lực của chỉ có một mình ổng thôi. Các anh chị nhớ đó. Nên rằng là ở đây ngày hôm nay, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ về một cái vế nữa. Đó gọi là gì? Đầu tư. Thì hồi nãy mình nói nha, làm công nè, làm tư nè, rồi làm chủ nè, gọi là chủ doanh nghiệp á, đúng không? Mở công ty ra này, các doanh nghiệp ra nè, xong bắt đầu có một cái vế nữa gọi là đầu tư. Thì ở đây đầu tư á, các anh chị em hình dung rồi nè. Thực ra các anh chị em phải giỏi ba cái chỗ này. Làm công giỏi, kiếm tiền đem đi đầu tư. Làm tư giỏi, kiếm tiền đem đi đầu tư. Làm chủ giỏi, kiếm nhiều tiền cũng đem đi đầu tư. Các anh chị em vô ạ. Và đầu tư là cái kết cuối cùng. Cái kết cuối cùng đó là gì? Cái đó là cái để gì? Để khi mà mình không có làm, hoặc là trong quá trình mình làm công việc của mình, nhưng mà cái giá trị mà tài sản mà mình bỏ tiền vào đầu tư á, nó vẫn sinh sôi nảy nở. Đó, thì cái đó là cái giá trị là gì? Thặng dư. Được chưa? Cái đó là cái tăng thêm thu nhập cho mình. Chẳng hạn ví dụ đầu tư vào đất, bất động sản, hoặc đầu tư vào cổ phiếu, hoặc là đầu tư vào bản quyền, hoặc là đầu tư vào một cái gì đó. Các anh chị nhớ. Thì sao? Thì ở đây á, có nhiều kênh lắm, chứ không phải là nhiều kênh đầu tư lắm. Nhưng mà về cơ bản á, thì mình thường thường á, mình nghe tới có nhiều, có khoảng tầm 3-4 kênh gì đó, đúng không ạ? Chẳng hạn như cổ phiếu nè, hoặc là bất động sản nè, hoặc đầu tư vào bản quyền gì đó. Ok ha. Thì các anh chị em nắm ý, cái vế cuối cùng á, là cái vế là khi đã kiếm được tiền rồi mới bỏ vô đầu tư. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên là ở đây các anh chị em có biết rằng là rất là nhiều người khi mà nghe tới nhiều người nói rằng là đầu tư đi, bỏ tiền vô đây, đầu tư là sao, ngồi không cũng có tiền đó. Nên rằng là gì, con người ta bất kỳ ai cũng vậy, cũng rất là mong muốn rằng là gì, không làm mà có tiền. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nhưng mà các anh chị em lưu ý nè, nếu mà đúng bản chất của nó đó là anh phải kiếm được tiền từ trong cái việc đi làm công rồi sau mới đem đi đầu tư, đúng không ạ? Rồi anh phải kiếm được thật nhiều tiền trong cái vấn đề là gì, làm tư, sau đó anh muốn giàu hơn nữa, anh muốn thụ động hơn, có nguồn thu nhập thặng dư thì anh mới lấy tiền từ trong cái việc anh đi làm tư này nè, anh mới đem đi đầu tư. Rồi các ông chủ doanh nghiệp này nè, ông kiếm được tiền xong, bây giờ chả lẽ kiếm được nhiều tiền xong lại bỏ ngân hàng à? Thì ngân hàng lãi suất nó ít, các anh chị hình dung, thì mấy ông này mới bắt đầu cũng phải đem đi đầu tư. Vậy thì sao ạ? Vậy thì đó là gì? Những cái người mà đã đem đi đầu tư á, thì tiền của họ phần lớn là tiền dư. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Phần lớn nha, mình nói là về phần lớn, thì họ đã kiếm được dư ra tiền rồi, họ dùng tiền đó bắt đầu họ mới đem đi đầu tư. Còn chúng ta thường á, là gì, nhiều người á, cứ nghe tới đầu tư là cứ thấy quăng tiền vô đầu tư, rồi khi mà lỡ mà nó sụp, cái công ty này nó sụp, cái dự án này nó sụp, cuối cùng sao? Mình đói mèo và có khi mình mắc nợ nặng nề hơn. Đó, các anh chị em hình dung yếu ạ. Tại vì sao? Mình không có một cái công việc tạo ra thu nhập hàng ngày, mà mình chỉ có một cục tiền đó, xong bắt đầu mình lại đem đi đầu tư, mà vô đầu tư mà nó rủi ro mất thì sao ạ? Thì mình chơi với, mình nợ nần, hoặc là mình sẽ đau khổ, hoặc là buồn chán gì đó không biết. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Thì ở đây, trước khi nói về rau, thì Vũ cũng chia sẻ các anh chị rằng là gì, các anh chị em đang làm công việc gì, công việc gì, thì các anh chị em vẫn cứ đang làm công việc đó cho thật tốt đi, được chưa? Và mình dành những cái thời gian rảnh rỗi, hoặc là những anh chị em nào mà hiểu rồi, đúng không ạ, và khao khát làm 100% với rau thì cũng nên làm với rau. Tại sao vậy? Tại vì các anh chị em để ý chỗ này nè, đi làm công thì mình cũng phải làm cả tháng mình mới lấy được tiền,
đúng không? Đi làm công, mình đi làm ăn lương cho ai đó thì sao, mình làm đầu tháng tới cuối tháng mình mới nhận lương, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình làm tư đi, mình làm tư là mình mở ra tiệm đồ này kia thì sao ạ? Thì mình cũng phải có một chút vốn. Rồi thêm cái nữa là gì? Mình cũng phải có một cái nghề, gọi là gì? Mình cũng phải đi học một cái nghề nào đó, rồi sau đó mình cũng mới đi làm được, đúng không ạ? Rồi mình làm chủ đi thì mình cũng phải sao ạ? Cũng phải có một chút vốn, đúng không ạ? Rồi phải có những cái kiến thức cơ bản này kia, đồng thời á là cũng phải chọn ra một cái sản phẩm và một dịch vụ nào đó để mình kinh doanh, được chưa? Và chọn đối tượng khách hàng của mình, rồi tùm lum tùm la, rất là nhiều thứ. Ok, sau khi tất tần tật lần này kiếm được tiền đem đi đầu tư. Ok, vậy thì ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ các anh chị em với các anh chị về Rao One. Rao One thì sao ạ? Rao One là một công ty, được chưa? Đó, có trụ sở hiện tại bây giờ là ở Tây Ban Nha. Thì Rao One đưa ra một cái cơ chế như sau, được chưa? Là tìm đối tác phát triển trên toàn cầu. Bằng cách đó là gì? Xây dựng theo một cái mô hình gọi là mô hình network. Đó. Thì ở đây các anh chị em có để ý. Thì ở Rao One, thì khi mà các anh chị em cần, có nghĩa là ở Rao One nó sẽ có hai thứ. À, có hai thứ mà các anh chị em cần chú ý tới. Một, đó là gì? Hướng kinh doanh. Có nghĩa rằng là gì? Khi các anh chị em tham gia cùng với Rao One và các anh chị em muốn kiếm được nhiều tiền cùng với Rao One thì các anh chị em phải làm việc. Được chưa? Sau khi các anh chị em làm việc, các anh chị em ra kết quả thì sao ạ? Thì khi các anh chị em có kết quả với Rao One là các anh chị em kiếm được 100 đồng thì lúc này á thì 20 đồng tự động trong số 100 đồng đó nó sẽ tự động nó đem đi là gì? Đầu tư. Các anh chị hình dung đi ạ. À, ở đây này các anh chị hình dung rằng khi các anh chị em làm tư, các anh chị em làm công, các anh chị em làm chủ, các anh chị em kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà những công việc đó là giúp cho các anh chị em kiếm được tiền. Nhưng sau khi kiếm được tiền, các anh chị em không biết cái gì để đầu tư hết. Thì bắt đầu là gì? Nghe tới bất động sản, cũng đi đầu tư. Tại vì sao? Mình đâu có rành cái việc đó đâu. Mình lo tập trung phát huy cái tài năng của mình mà, trong cái việc ca sĩ nè, rồi trong cái việc là mà phòng mạch nè, đúng không? Hoặc là bán thuốc, bán hoặc là ví dụ giống như là mở một cái shop gì đó, mình làm giỏi nè, hoặc là hớt tóc gội đầu gì đó, mình làm rất là giỏi, mình kiếm được tiền. Nhưng mà các cái lĩnh vực mà mình đầu tư á, mình đâu có am hiểu. Các anh chị em hình dung á, chính vì mình không am hiểu á thì sao ạ? Thì khi mình có thể rằng là có rất là nhiều bác sĩ kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà đem đi đầu tư bất động sản này, đem đi đầu tư cổ phiếu này, chứng khoán đồ này kia, đúng không ạ? Cuối cùng sao? Có nhiều người mất. Có nhiều người mất. Bài học này á, Vũ học được từ một người bạn cách đây nhiều năm lắm, là khoảng rơi vào khoảng tầm 14 năm về trước. Cái người này, cái người bạn này á là kế toán cho một công ty Singapore. Kiếm tiền rất là nhiều, một năm có thể kế toán và kiếm có cả gần cả tỷ bạc các anh chị. Sau khi cậu kiếm được mấy tỷ, được chưa? Và bắt đầu là cậu nói rằng là mình muốn kiếm nhiều tiền hơn. Xong bắt đầu là cậu mới đi ra mở nhà hàng. Đó, mở nhà hàng. Hồi đó cậu mở ở bên quận, ở bên Gò Vấp thì phải, ngay gần đường Quang Trung á, là cậu mở một cái nhà hàng, cậu đặt tên là Cùi Bắp. Đó, nhà hàng to lắm, đầu tư cả phải tầm cả tỷ á. Rồi xong bắt đầu ra đặt cái tên nhà hàng đó. Cậu đặt cái nhà hàng đó, mục tiêu á là dành cho dân kinh doanh, dành cho giới văn phòng đó anh. Thế xong cậu đặt cái tên quán là Cùi Bắp. Vũ khi mà Vũ xuống dưới đó, Vũ nói không hiểu sao bạn có thể đặt được cái tên này. Vũ đã chỉ cho bạn những cái tên này tên kia rồi, nhưng sao bạn đặt, bạn đặt cái tên Cùi Bắp này. Cái đối tượng khách hàng của bạn á là dân kinh doanh, dân văn phòng, đi ăn nhậu, là các bạn làm cho rất là sang, các ông chủ là đi ăn mà bạn đặt tên Cùi Bắp. Thế là những cái ông mà đi vô đó ngồi ăn á, nó Cùi Bắp hết à, Cùi Bắp Cùi Mía hết à. Thì các anh chị em biết điều sẽ không? Được 6 tháng sau, gần như tán gia bại sản, quay về đi làm lại kế toán. Nói vậy đó, xin công ty nha, xin công ty của Singapore đó là tạm ngừng mấy tháng, gọi là để đi ra làm riêng. Thì cũng hứa rằng nếu mà làm mà thành công á thì
thì không sao, nhưng mà là thất bại là xin về ông chủ làm lại, tại vì là cậu làm kế toán rất là giỏi. Các chị em hình dung á, nhiều khi mình giỏi lĩnh vực này chứ chưa chắc mình đem tiền đi đầu tư vào những cái việc khác để mình thành công đâu, không có chuyện đó. Nhưng mà khi mình đam mê cái việc gì đó, được chưa, và mình phát huy, mình đầu tư trong cái thị trường đó thì mình lại thành công rất là nhiều. Các anh chị em hình dung ạ, chẳng hạn giống một người môi giới bất động sản, sau khi họ môi giới họ kiếm được từng đồng hoa hồng của họ, sau đó bắt đầu họ đầu tư vào bất động sản thì họ lại rất là thành công. Không tin, các anh chị em cứ đi hỏi những người mà giàu có trong thị trường bất động sản đi. Phần lớn là những người giàu trong thế giới bất động sản đó, là gì, trước đây họ là những người gì, môi giới, họ kiếm được tiền, sau đó họ kinh nghiệm xong bắt đầu sao, họ mua đất, rồi xong bắt đầu họ đầu tư vào đất, bắt đầu từ từ họ biết chỗ để họ đầu tư, tại vì họ am hiểu. Các anh chị em để không, mấy cái ông mà mở cửa hàng bán xe đó, phần lớn nha, là trước đó là ông đã rất am hiểu về xe, ông sửa xe, ông rành xe, xong bắt đầu ông từ từ lên, ông mở hình thành lên cái là gì, cái chỗ buôn bán xe, thì ông trở thành một doanh nghiệp buôn bán xe, và dần dần đó sau ông mở ra các chuỗi đó thì ông rất là giàu đó. Ở đây mình phải nhớ này, kiếm được một ít tiền nó dễ lắm, không có khó, nhưng mà để mà giàu hơn cái mức rất là khủng á, chẳng hạn giống như là bình thường đi làm chỉ kiếm được vài triệu, vài chục triệu, nhưng mà khi mà họ đạt được cái giấc mơ to hơn, họ làm những cái chuyện to hơn thì họ có thể kiếm được vài tỷ, vài chục tỷ. Thì cái đó mới là cái quan trọng, đúng không ạ? Ok ha. Thì ở đây với Rao Quanh thì sao ạ? Các anh chị em để nha, mình hợp tác với Rao Quanh để làm gì? Để mình phát triển cộng đồng, phát triển thị trường với Rao Quanh, mình xây dựng cộng đồng, đúng không ạ? Mạng lưới khắp toàn cầu. Nhưng mà khi mà mình kiếm được tiền thì 20% số tiền của mình á lại là mình sở hữu cổ phiếu của công ty. Đó là đem đi đầu tư, các anh chị, cũng là cổ phiếu. À, các anh chị em lưu ý cho cái này nè. Thì cổ phiếu nó thường là nó sẽ có 3-4 giai đoạn, nhưng bây giờ Vũ chỉ nói 2 giai đoạn cơ bản thôi, là giai đoạn chưa lên sàn và giai đoạn là gì, dưới sàn, được chưa, giai đoạn mới bắt đầu thôi. Thì ở đây các anh chị em lưu ý này, phần lớn là những người mà giàu trong thị trường gọi là cổ phiếu chứng khoán, thì phần lớn là những người họ giàu là từ khi công ty nó mới bắt đầu, được chưa? Thì họ đầu tư 1 đồng mà công ty này nó mà thành công thì sao? Nó lên 100 đồng, 1.000 đồng hoặc là 10 đồng, ít cũng phải là 10 đồng hoặc 20 đồng. Có nghĩa là gì? Đầu tư 1 đồng có thể là lời 10 đồng, 20 đồng, có khi lời cả 1.000 đồng. Các anh chị em vô. Nhưng đổi ngược lại sẽ có một cái rủi ro. Đó là gì? Cái công ty đó nó có thể thất bại. Các anh chị em vô. Nó có hai trường hợp khi mà các anh chị em đem đi đầu tư, đó là gì, về thị trường cổ phiếu. Nếu ví dụ các anh chị em bây giờ đi làm kiếm được tiền, các anh chị em có thể đầu tư vào thị trường cổ phiếu bằng cách là gì, ra sàn chứng khoán, được chưa, hoặc là lên các cái thị trường chứng khoán trên internet, và các anh chị em có thể là sở hữu cổ phiếu của các công ty đã niên yếp, gọi là gì, các công ty đã thành công lên thị trường rồi, là gọi là ra công chúng rồi, thì lúc này các anh chị em chỉ kiếm được gì, lợi tức thôi. Những cái có nghĩa là hàng quý công ty nó chia cho mình, đó là cổ, gọi là giống như là cổ tức đó, được chưa? Mình sở hữu nhiều thì mình được chia nhiều, nhưng mà sao, cái tỷ lệ mà mình lời trong cái việc mà mình bán cái cổ phiếu đi thì nó rất là thấp, có khi các anh chị bị lỗ nữa, được chưa? Còn ở đây là gì, là ở đây mình có thêm một thứ, đó là gì, ở Rao Quanh, là khi mình hiểu Rao Quanh, mình hiểu mô hình của Rao Quanh và mình là người làm với Rao Quanh, thì mình cảm nhận được rằng là gì, cái công việc này nó thú vị không, nó hay không, nó tiềm năng không, nó có khả năng thành công lớn không, nó có khả năng thành công giống như là Facebook không, nó có khả năng thành công giống như Google không, nó có khả năng thành công giống như là Microsoft không, nó có khả năng thành công giống như là Amazon không, hay là nhiều công ty. Vấn đề rằng là gì, khi mình làm với nó thì mình mới cảm nhận được nó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Vậy thì khi mà mình cảm nhận được Rao Quanh ok rồi thì sao ạ? Thì mình làm mà mình kiếm được 80% thu nhập nè, còn 20% mình đã đem đi đầu tư rồi. Đây là số tiền nó sẽ sao? Nó sẽ tạo ra những cái giá trị thặng dư. Các anh chị em nắm ý chỗ này không ạ? Các anh chị em nắm ý ha. Đó là cái mà các anh cần chú ý. Đó là gì? Khi đến với Rao Quanh thì sao ạ? Thì mình có luôn hai thứ. Đó là gì? Mình vừa làm chủ nè,
Thay vì bây giờ một mô hình bình thường mình phải tự ra mình làm chủ, đó là gì? Mình tự mở văn phòng, mình tự thiết kế web, mình tự làm tất cả, mình tuyển dụng nhân viên, hàng tháng mình phải trả kế toán tùm lum, rất là nhiều thứ. Đó là mô hình theo góc độ là gì? Mình tự xây dựng hết, được chưa? Theo gọi là giống như là tự mình coi như là build hết toàn bộ hệ thống. Đó là một cách. Còn một cách mới trong cái thị trường gọi là network marketing hay gọi là kinh doanh đa cấp đi, thì sao ạ? Thì mình hợp tác với công ty, mình trở thành đối tác hay còn gọi rằng là đại diện độc lập với công ty, được chưa? Ok ha, các chị nhớ ạ. Và cái tài khoản của mình á, nó giống như á là cái văn phòng công ty của mình á, nó cũng có kế toán, nó có đầy đủ, nhưng mà mình không phải trả lương cho bất kỳ ai hết, được chưa? Mình phải trả lương cho bất kỳ ai hết, mình cũng không cần phải nhức đầu trong việc quản lý nhân sự này, mình cũng không cần phải quản lý cái vấn đề kế toán tiền nong đồ này kia, mình không phải trả lương gì hết. Và đặc biệt hơn, mình cũng không cần phải nghĩ ra cái chuyện là gì chiến lược cho sản phẩm và sản phẩm nào, thời kỳ nào, thời điểm nào, promotion hay chương trình khuyến mãi, mình cũng không phải nghĩ tới. Mà là gì? Rao quanh nó làm hết chuyện đó rồi. Hoặc là gì? Hoặc là các cái công ty như Amway, Holo Hội hay là mấy cái công ty New Skin gì đó, là họ làm hết mấy công đó rồi. Còn những người đại diện những nhà phân phối độc lập đó thì sao? Họ chỉ có làm một nhiệm vụ, đó là làm thế nào xây được cái cộng đồng thôi, xây dựng được mạng lưới khách hàng thôi, là xong. Các anh chị em hình như vậy. Đó là mô hình mới. Vậy thì mô hình mới thì mình sẽ không cần phải bỏ ra rất là nhiều tiền, không cần phải là gì, nhiều vấn đề rắc rối. Các anh chị em hình như vậy. Ok, vậy thì câu chuyện được đặt ra là khi mà mình hợp tác với Rao, được chưa, thì mình hưởng được là khi mình xây dựng hệ thống thì mình được hưởng hoa hồng từ cái chuyện hệ thống của mình xây dựng ra, được chưa? Nhưng bên cạnh đó thì sao ạ? Bên cạnh đó 20% cái giá trị mà mình có được á, là mình đã sở hữu cổ phiếu của công ty. Các chị nhớ ạ. Và khi mình sở hữu cổ phiếu của công ty và công ty tăng trưởng thì sao? Thì cái khả năng của mình lời giống như là gì? Giống như mình mua, giống như là những người bạn của Facebook vậy, ông chủ Facebook vậy. Thì sao? Thì lúc mà cổ phiếu từ ban đầu thì sao, cái khả năng của mình á, nó thành công rất là lớn, rất là cao. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta sở hữu cái cổ phiếu của Rao Quanh thời điểm này, được chưa, khi mà họ có mới có vài triệu thành viên thôi, thì sao? Thì cái tỷ lệ mà thành công của nó rất là cao. Các anh chị nhớ, bởi vì khi mà Rao Quanh đạt tới 10 triệu, 20 triệu hay là 50 triệu hay 100 triệu thành viên thì lúc này không còn bàn cãi gì nữa rồi. Các anh chị em hình dung nhé. Ok ha. Các anh chị em có để ý không? Phần lớn là những người buôn bất động sản cũng vậy thôi, họ cũng phải trúng vào thời kỳ thôi. Chẳng hạn giống như bây giờ, Vũ nói đơn giản này, ngay lúc này này là lúc mà các anh chị em có tiền, các anh chị em có thể mua bất động sản, mua căn hộ nè, mua nhà nè, nói chung là mua cửa tiệm này, sang lại cửa tiệm hay là mua lại rất là nhiều thứ liên quan tới bất động sản, liên quan tới nhà ở. Ngay thời điểm này là các anh chị em đã mua, các anh chị em lời được khoảng rất là nhiều luôn rồi. Tại sao vậy? Tại vì có rất là nhiều người trong giai đoạn này, được chưa, giai đoạn mà bị dịch này, bị khủng hoảng này, các anh chị có nhiều người rao bán 10 tỷ, bình thường đang rao bán cái nhà 10 tỷ nhưng mà ngày hôm nay rao bán 7 tỷ cũng không ai mua hết. Tại sao vậy? Tại vì ở trên thị trường hiện tại bây giờ rất là nhiều doanh nghiệp bị phá sản, rất nhiều người đang bị điêu đứng. Nhưng mà ngay lúc này nếu mà các anh chị em có tiền thì các anh chị em đã mua được một cái bất động sản, thay vì bình thường nó là 10 tỷ mà ngày hôm nay các anh chị em mua có 7 tỷ thôi. Các anh chị nhớ ạ, các anh chị em đã lời được 30% rồi đó. Vậy thì khi nền kinh tế bình ổn trở lại thì các anh chị em đã lời rồi. Nhưng nếu mà các anh chị em chờ thêm 1 tháng nữa, 2 tháng nữa, thì chừng mà nó có đau xuống nữa thì sao ạ? Mà lúc này các anh chị em mà có tiền, các anh chị em có thể cái mua cái ngôi nhà đó, nó chỉ có khoảng tầm 5 tỷ thôi, có khi 4 tỷ, 3 tỷ người ta cũng bán. Chuyện bình thường các anh chị. Đúng không ạ? Khi mà các anh chị em đi làm ăn, nhiều khi các anh chị em rối quá. Nhiều khi các anh chị em đâu? Các anh chị em mua cái điện thoại 10 triệu, nhưng lúc các anh chị em cần tiền 2 triệu, 3 triệu các anh chị em cũng bán. Đúng không ạ? Đất cũng vậy thôi. Nên rằng là cái giai đoạn này, Vũ nói luôn, ngay cả giai đoạn mà chúng ta, ngay thời điểm Vũ đang chia sẻ cho các anh chị em như thế này này, đối với mô hình bình thường đi, thì đây cũng là cơ hội cho rất là nhiều người. Bởi tại sao vậy? Bởi vì từ lâu nay các anh chị em không có tiền để mà mua bất động sản, mua nhà. Thì ngày hôm nay Vũ nói luôn đó, là rất là nhiều người đang bán nhà.
Nhưng mà thời điểm này vẫn chưa phải là thời điểm ngon, đúng không? Nếu mà mình nói vậy á, thì mình đang mình nói vậy thì nhiều người nói là lợi dụng vào cái thời kỳ mà gọi là suy thoái. Không, các anh chị em phải hiểu như vậy nè. Mình lợi dụng á, chẳng hạn giống như đây là một cái mô hình giống như cái kiểu mà đầu cơ lợi dụng, chẳng hạn giống như mình ôm hết khẩu trang chẳng hạn, mình mua có vài chục ngàn mà mình bán tới cả 100 ngàn, 200 ngàn, đúng không? Hoặc là ôm thuốc, hoặc là ôm nước rửa tay, hay là đó là những cái thứ mà chúng ta đang thấy diễn ra, hoặc là những thức ăn hay thức uống, hay là ví dụ giống như hay là nhiều thứ vật dụng nào đó, thì các anh chị em đầu cơ là các anh chị em làm như vậy nó mang tính chất nó không hay, được chưa? Nó không tốt với cộng đồng, thực sự là nó không tốt. Nhưng các anh chị em nhớ nè, thời điểm này nhiều người xảy ra rủi ro, đúng không? Họ muốn bán cái điều đó, họ muốn bán đi nhà của họ, cửa bán căn hộ của họ, tại vì có nhiều người họ đầu tư rất là nhiều các anh chị, có người họ mua cả lốc mà cả 100 căn mà các anh chị, nhưng lúc này họ không đủ khả năng để thanh toán những điều đó, các anh chị nhớ không? Và họ muốn bán lại, tại vì có những người họ mua từ rất là thấp, giá rất là thấp, từ khi mới dự án mới bắt đầu hình thành thôi, đúng không? Và ngày hôm nay căn hộ nó xây xong rồi, nhưng mà họ đang phải ôm rất là nhiều, thì bây giờ lúc mà họ bị khó khăn, đúng không? Họ gặp khủng hoảng. Mà lúc này các anh chị em có tiền, các anh chị em mua thì các anh chị em đã lời đó. Đó là một cơ hội các anh chị. Vậy thôi, các anh chị hình dung ạ. Thì ở đây các anh chị em hình dung là gì? Ở rau quanh thì sao? Thời điểm này, các anh chị em thấy đi, rau quanh mới bắt đầu thôi. Rau quanh mới bắt đầu thôi. Mà họ đã đạt được điều này rồi. Thì bây giờ các anh chị em thấy rằng là gì? Bây giờ mình thấy rằng là gì? Tại sao nên tham gia rau quanh? Bây giờ mình sẽ nói về thêm một vấn đề nữa. Đó là gì? Thứ nhất, rau quanh ai tạo ra nó, được chưa? Và ai đang điều hành nó? Các anh chị em hình dung đi ạ. Thì bây giờ mình phải chọn cái đối tác để mình hợp tác chứ. Các anh chị em hiểu không? Khi mà các anh chị em đi kinh doanh, các anh chị em phải lựa chọn đối tác và để hợp tác chứ. Nếu mình không lựa chọn thì sao? Lỡ cái thằng đối tác đó nó xấu đi, đúng không? Hoặc là cái đối tác đó nó yếu thế đi, hoặc là cái đối tác đó nó không đủ trình độ năng lực, đúng không? Thì các anh chị em khi mà các anh chị em hợp tác với nó, các anh chị em sẽ thất bại. Ok, các anh chị em hình dung ý ạ. Thế thì bây giờ các anh chị em hình dung rằng là gì? Khi các anh chị em tìm hiểu rau quanh, các anh chị em thấy được là gì? Founder, CEO là những người rất là giỏi trong cái lĩnh vực này. Thì các anh chị em có thể đọc qua cái thông tin về giám đốc điều hành, ông Johan đi. Thì các anh chị em thấy là gì? Khi đọc wiki, thì ông này trước đây 20 năm về trước, ông đã làm được rất là nhiều thứ rồi. Và ông đã từng đưa 3 công ty lên thị trường chứng khoán rồi. Các anh chị em hình dung như vậy. Và bây giờ mình không cần ngồi đây để PR ổng. Mình không cần phải ngồi để PR ổng. Bởi vì cái năng lực của mình PR ổng cũng không hiệu quả. Tại sao vậy? Tại vì ông đã chứng minh rồi. Các anh chị em hiểu không? Các anh chị em lên Google, các anh chị em search là ra rồi. Lên YouTube đã ra rồi. Rất là nhiều đoạn phim, rất là nhiều bộ phim 10 mấy, 20 năm trước của ổng rồi. Bây giờ các anh chị em có PR ổng hay là nói tốt về ổng cũng bình thường thôi. Chả có vấn đề, mà nhiều khi mình có nói cả buổi đi nữa cũng không hết được những cái thứ ông đã từng làm. Vậy thì sao vậy? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta, hay là một ai đó, đúng không? Họ quan tâm tới rau quanh. Thì việc đầu tiên mình cứ nói luôn, bạn cứ đi lên đó, bạn tìm hiểu cái đối tác của bạn đi. Những cái người mà đang tạo ra cái công ty này, đang điều hành công ty này. Tôi không muốn nói nhiều về ông đó, tôi không muốn PR ông đó. Bởi vì nếu tôi PR ông đó, tôi nói ông này ông giỏi, ông kia ông giỏi, thì nhiều khi bạn cứ nghĩ rằng là gì, tôi muốn mời bạn tham gia với tôi, nên tôi phải nói hay, nói cho đã lên, gọi là nói cho đã miệng để bạn tham gia. Không, cách tốt nhất là gì? Bạn cứ vô bạn tìm hiểu về cái ông đó đi là xong rồi. Thì các anh chị em thấy rằng là gì? Có rất là nhiều đoạn phim, có rất là nhiều bài viết, có rất là nhiều đoạn phim mà về ông từ các cái công việc khác, từ trên YouTube, đúng không? Từ 10 mấy, 20 năm trước. Đó, cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Thế thì bây giờ ngày hôm nay, cái đối tác của mình được sáng lập ra, đúng không? Được điều hành bởi những cái người mà đã có kinh nghiệm trong việc đó rồi. Ok, các anh chị em hình dung không? Thế thì bây giờ mình nói đơn giản này, có nhiều người họ vẫn là sao? Họ vẫn nói rằng đầu tư cổ phiếu này, cổ phiếu kia. Nhưng mà mình thử xét thì mấy ông CEO của họ thử coi, hay là những cái người mà mới thành lập ra các cái dự án đi, thì họ đã trước đây họ đã từng làm được cái gì?
Thì các anh chị em hình dung không? Trong quá trình mình làm, mình không thể ôm hết tất cả mọi thứ được. Mình không thể tham gia hết công ty này, công ty này. Chỉ có những người họ không tin tưởng vào một cái dự án nào, họ không tin tưởng vào một cái tầm nhìn nào, họ không tin tưởng vào công ty nào, nên họ mới phải đầu tư rất là nhiều tiền, nhiều nơi. Nó gọi là trứng bỏ nhiều giỏ. Các anh chị em hình dung biết. Nhưng mà các anh chị em có biết được một điều rằng là gì không? Những người chưa thực sự giàu, họ không bao giờ bỏ trứng vào nhiều giỏ. Chỉ có khi họ trở thành cực kỳ giàu, siêu giàu rồi, họ mới bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các anh chị em hiểu ý không? Nhưng mà phần lớn chúng ta được dạy á, hay là những người này chỉ cho người kia, thì chúng ta chưa giàu, chúng ta rất là nghèo. Chúng ta có vài quả trứng, có vài quả, vài một số tiền thôi. Nhưng chúng ta cứ đầu tư hết quả trứng này. Thì chúng ta sẽ bị phân tán. Các anh chị em hiểu không? Chúng ta bị phân tán tư tưởng. Thứ nhất á, chúng ta đi hợp tác công ty đó, chúng ta cũng làm nửa mùa, được chưa? Và số tiền chúng ta đầu tư đó cũng chỉ là nửa mùa thôi. Nó chỉ giúp cho chúng ta kiếm thêm thôi, chứ nó không giúp cho chúng ta thành công thực sự và kiếm được nhiều. Các anh chị em vô ạ? Các anh chị em nắm yếu ạ? Bây giờ Vũ chỉ nói đơn giản rằng là gì? Các anh chị em hiểu ý chỗ này nè. Khi các anh chị em tìm hiểu, các anh chị em nắm chắc rồi, các anh chị em dành hết tâm huyết nó, làm đúng một mình nó, các anh chị em cũng kiếm được rất là nhiều. Nhưng mà nếu các anh chị em không kiếm được nhiều, thì kỹ năng hay tất cả mọi thứ các anh chị em cũng nâng lên rất, nói chung là rất là giỏi. Các anh chị hình dung ý ạ? Ok. Nên á, là ở đây Vũ chỉ chia sẻ các anh chị em như vậy nè. Ở Rao Quanh, việc đầu tiên, đúng không? Chúng ta chọn đối tác. Thì công ty Rao Quanh là bởi được hai ông sáng lập đó rồi, ngon lành rồi, được chưa? Cái ông điều hành ngon lành rồi, tuyệt vời rồi, không cần phải PR ông đó nữa. Và ông đã từng làm chuyện lớn rồi, ông đã làm chuyện tỷ đô rồi, được chưa? Nên rằng là mình không cần PR nữa. Cái đó là cái lợi thế của Rao Quanh. Và chính vì cái lợi thế của Rao Quanh, nên rằng trong vòng một năm họ có thể tạo ra hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt là vùng châu Âu người ta tham gia rất là nhiều. Đó là cái lợi thế lớn nhất mà chúng ta có được. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nó giống như là câu chuyện rằng là gì? Ngày hôm nay ông Vượng ông nói rằng là tôi sắp làm cái dự án đó đó, bạn có thích đầu tư với tôi không? Thì y như vậy đó. Các anh chị em hiểu y như vậy đó. Hoặc là ông Bill Gates ông chuẩn bị ra cái dự án gì, hoặc ông Warren Buffett ông chuẩn bị đầu tư vào cái dự án gì, thì sao ạ? Thì các anh chị em tin vào những người đó đã làm chuyện lớn rồi, họ đã tạo ra hàng tỷ đô rồi, họ đã từng đưa công ty lên thị trường chứng khoán rồi, thì cái tỷ lệ thành công trong tương lai của ông sẽ rất là cao. Mình không nói rằng là gì, mình không nói là cái gì nó cũng hoàn hảo, bởi vì trong cuộc sống không có cái thứ gì hoàn hảo cả. Các anh chị em hình dung ạ? Và mình không biết được trước rủi ro đâu. Nếu mà thế giới biết rủi ro trước rồi á, thì sao ạ? Thì cái dịch corona này đâu có ảnh hưởng tới cả thế giới như các anh chị. Đúng không ạ? Mặc dù trên thế giới có những người đã cảnh báo trước rồi, nhưng mà sao ạ? Cái số người cảnh báo nó ít lắm các anh chị. Tiếng nói của họ không đủ lớn. Thì sao ạ? Thì họ bỏ qua hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì con người ta đang lo chạy đua cơm áo gạo tiền mà. Đúng không ạ? Lo vật chất, lo những cái tinh thần này, tinh thần kia. Nên là ngày có những cái người họ nói, có những cái việc này rất là ảnh hưởng tới. Nhưng mà sao? Nhưng mà không ai quan tâm hết. Các anh chị em hình dung biết không? Ok, thế thì bây giờ các anh chị em thấy rồi, rủi ro của cả thế giới này đó là một con virus đang nhỏ xíu nè, nhưng mà đang khốn đốn cả thế giới. Nhưng mà cả thế giới thì là sao? Cứ nghĩ rằng là gì? Bom hạt nhân, đúng không ạ? Đúng không ạ? Sợ bom hạt nhân. Nhưng mà không phải. Thế giới của ngày hôm nay, những cái bom hạt nhân, những cái súng đạn á, nó là bình thường rồi, đúng không ạ? Một con siêu virus nhỏ thôi, nhưng mà nó có khả năng làm sao khủng hoảng cả thế giới. Ngay cả Tổng thống Mỹ, các anh chị hình dung ạ, còn phải đi kiểm tra coi có bị dính virus hay không. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Người quyền lực nhất thế giới còn phải đi kiểm tra. Vợ thủ tướng của Canada còn phải đi kiểm tra. Tổng thống của Brazil cũng phải đi kiểm tra. Bao nhiêu con người lớn như thế họ cũng còn rủi ro mà các anh chị. Mà cả thế giới này bây giờ có bao nhiêu nước đang gặp rủi ro các anh chị? Thì công ty chả lẽ không có rủi ro? Có, vẫn có rủi ro. Nhưng mà mình không nhìn vào những cái rủi ro đó nhiều. Tại sao vậy? Tại vì không bao giờ có thứ hoàn hảo.
đúng chưa? Các anh chị hình dung ạ, nó chỉ là đạt tới một phần nào đó, nhưng mà gì, mình làm theo đúng cái gọi là gì, tâm huyết của mình, cái mong muốn của mình, cái khát khao của mình, cái lý tưởng của mình, và mong muốn mọi thứ nó tốt đẹp nhất, thì sao ạ? Thì cái đó nó dễ thành công hơn. Ok, các anh chị hình dung ạ. Thế thì bây giờ cái ý tưởng của cái ông sáng lập Rao á, và cái ông điều hành Rao á, cái mong muốn của ông á cho Rao này là cái gì, được chưa? Và cái thị trường và cái sản phẩm của Rao nó là cái gì, thì cái đó chúng ta cần phải biết. Bởi vì khi chúng ta biết được cái đó thì chúng ta rất là dễ nói tại sao nên tham gia vào Rao, tại sao nên chọn Rao, tại sao nên làm Rao, tại sao nên đầu tư vào Rao, tại sao dành hết tâm huyết vào Rao, tại sao dành hết thời gian 100% làm Rao để đạt được giấc mơ của mình. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Thế thì bây giờ Rao họ chọn một cái lĩnh vực mà các anh chị em để ý đi. Họ chọn cái lĩnh vực đó là gì? Giải trí trực tuyến. Được chưa? Ở ngoài kia có rất là nhiều thứ để kinh doanh. Bán mỹ phẩm nè, cũng giàu. Bán bất động sản cũng giàu. Đúng không? Bán phần mềm cũng giàu. Đúng không? Bán thực phẩm chức năng cũng giàu. Bán thuốc cũng giàu. Bán nhiều thứ. Quần áo nè, nước hoa nè, cũng giàu nè. Rồi bán bóp nè, bán đồng hồ nè, bán túi xách nè. Đúng không? Bán vàng nè. Rồi bán nhiều thứ cũng thể giàu mà. Bán gạo cũng giàu mà. Đúng không? Các anh chị vui á, có rất là nhiều thứ để bán. Nhưng mà các anh chị em lưu ý chỗ này. Ở đây Rao chọn một cái lĩnh vực. Chọn một cái lĩnh vực đó là giải trí trực tuyến. Và các anh chị em biết rằng là gì? Lĩnh vực về giải trí trực tuyến là lĩnh vực phủ sóng trên khắp thế giới. Chỗ nào có internet, được chưa? Và chỗ nào có điện thoại smartphone hoặc là một cái máy tính thì người ta có thể giải trí trực tuyến được trên cái thị trường đó rồi, được chưa? Cái thứ hai nó là gì? Thị trường online, gần như online 100%. Cái thứ ba nữa, cái lĩnh vực về giải trí trực tuyến á, nó là siêu lợi nhuận, được chưa? Và cái thứ tư nó rất là dễ sao chép, tại vì lĩnh vực này á không cần phải dạy cho nhau. Các anh chị em có để ý không? Giải trí trực tuyến thì nó bao gồm rất là nhiều thứ, chứ không phải chỉ có mỗi là chơi game. Các anh chị em thì hiểu ý chỗ này à, giải trí trực tuyến có rất là nhiều thứ, không phải chỉ chơi game đâu, được chưa? Nhưng mà bây giờ Vũ chỉ lấy một ví dụ thôi. Các anh chị em có để ý này, bây giờ này, những bạn trẻ này và những người lớn tuổi này, các anh chị em có để ý rằng là từ xưa tới nay chúng ta hay gọi là chơi game, hay đánh bài online, hay là ví dụ mình ngồi đánh bài chơi với nhau này, chơi mặt trượt với nhau, hay chơi tiến lên này, phần lớn có ai dạy chúng ta không? Không. Đúng á, phần lớn chúng ta không có ai dạy hết. Chúng ta tự gọi giống như là gì? Tự học tự chơi vậy. Hoặc là những cái game trên internet chúng ta chơi sao? Phần lớn là tự chơi. Thế thì cá độ đó bên ai dạy cho mình? Không có. Cá độ tỷ số đi, giải bóng chuyền này, giải tennis này, giải tennis kia, có ai chỉ không? Không. Mua vé số có ai chỉ cho mình cách mua không? Không. Ít lắm. Phần lớn rất là tỷ lệ rất là ít. Gần như là tự học tự biết, hoặc là tự nhìn tự thấy tự hiểu. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Cái đó mới là thị trường tiềm năng mà chúng ta không cần phải dạy người ta. Các anh chị em biết rằng là gì? Có rất là nhiều mô hình kinh doanh phải dạy cho người ta mới biết làm. Nhưng mà với mô hình giải trí trực tuyến này á thì sao? Mình không cần phải dạy họ, được chưa? Mình chỉ cần kết nối họ thôi là được rồi. Mình chỉ cho họ, ừ, tới chỗ đó có nhiều món chơi lắm, tới đó chơi. Không tin, nếu mà những ai chưa từng vô casino á thì có thể thấy ngờ ngợ. Nhưng mà nếu mà anh chị em đã từng đi vô casino á, không thiếu thứ gì chơi các anh chị. Mà các anh chị em vô, các anh chị không muốn ra luôn. Chừng nào mà các anh chị em không còn một xu dính túi, mà các anh chị không tìm được ai để mà có thể mượn tiền để chơi nữa thôi, thì các anh chị em mới phải lết ra thôi. Chứ còn mà khi vô casino chơi rồi á thì các anh chị em ít khi ra lắm. Đúng không? Các anh chị em hình dung yếu quá. Đó, đó là một thị trường thôi, chứ còn nhiều thị trường lắm. Trong giải trí trực tuyến thì bao la là thị trường đó, nên các chị em cần phải chú ý. Thì sao ạ? Rao không phải là công ty game. Rao cũng không phải là công ty cờ bạc liên quan tới trực tuyến. Không, họ không có làm kiểu đó, được chưa? Mà Rao á, họ nói rằng là gì? Tôi xây dựng lên một cộng đồng. Bởi tại sao vậy? Bởi vì có những cái chỉ số đã tính toán rồi, đã ước lượng rồi, đã thống kê rồi, là cứ 100 người mà lên internet
được chưa? Thì có hơn 50 người sẽ chơi giải trí, sẽ giải trí trực tuyến hoặc là chơi game. Gọi là gì? Gọi là chơi game cho nó dễ đi. Các anh chị em hiểu ý không? Các anh chị vô ạ, cứ 100 người sẽ có hơn 50 người là sẽ chơi game. Đó là thị trường tiềm năng mà. Thế thì bây giờ rau mà xây dựng lên được 10 triệu người đi thì sao ạ? Thì hơn 50% thì sẽ có hơn 5 triệu người sẽ chơi game. Vấn đề rằng là gì? Rau không có tạo ra một cái sản phẩm game nào cả. Các anh chị hình dung ạ? Công ty rau tuyên bố câu là tôi không có tạo ra sản phẩm gì cả. Bởi vì sao? Tôi không có đủ sức để mà tôi đi tạo ra sản phẩm này, sản phẩm kia. Thì sao? Rau mới nói là tôi chỉ cần xây dựng một cái nền tảng để làm sao quản lý hàng chục, hàng trăm triệu người trong một cái nền tảng thôi. Tôi chỉ cần quản lý họ thôi, xử lý họ thôi, và làm sao để sao để luân chuyển tiền cho họ tốt thôi. Các anh chị dùng ý không? Cái đó mới cái quan trọng các anh chị. Cái đó mới là cái quan trọng. Có nghĩa sản phẩm của rau là gì? Nó là xây dựng nền tảng hệ thống. Được chưa? Được chưa? Là quản lý mình nè. Đúng không? Mình xây dựng lên hàng ngàn người, hàng chục ngàn người nè. Thì rau nó quản lý giúp mình. Đó là cái vấn đề. Còn cái mà mình muốn chơi, mình muốn xài những sản phẩm đó, thì bây giờ rau mới làm động tác. Đó là gì? Rau mới tạo ra hai cái thương hiệu, Afigo và Mister. Được chưa? Thì Mister là tháng 10 này mới ra mắt. Còn Afigo là ra mắt vào ngày 15 tháng 11 vừa rồi, là năm 2019. Được chưa? Thì Afigo này nó mới đi liên kết các cái công ty game giải trí trực tuyến trên khắp thế giới. Được chưa? Vậy thì cộng đồng của Rao 5 triệu người, 10 triệu người, 100 triệu người, họ sẽ đến Afigo, và tới Afigo này họ sẽ đến được rất là nhiều công ty giải trí trực tuyến. Các chị vô ạ. Và khi những cái người này họ đến Afigo, và từ Afigo này họ đến rất là nhiều công ty giải trí trực tuyến, là ở đó có rất là nhiều sản phẩm. Vậy thì có phải rằng là các cái công ty kia, các cái tập đoàn giải trí trực tuyến kia, nó sẽ trả tiền hoa hồng cho Afigo, được chưa? Và Afigo đem về cho Rao chia lại tiền cho các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Rất đơn giản. Thì sao? Thì Rao mới tuyên bố một câu là cái gì? Khi tôi kiếm được rất là nhiều tiền này nè, lợi nhuận này nè, thì sao? Tôi kiếm được 100 đồng, thì 80 đồng tôi chia lại cho các bạn. Đó. Các anh chị em cần phải thấy là thấy cái đó. Được chưa? Vậy thì có phải rằng là gì? Rao không cần phải tạo ra sản phẩm. Mà sản phẩm của Rao đó là gì? Là xây dựng hệ thống, xây dựng cái nền tảng làm sao quản lý hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người cho thật là tốt. Cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Đó, ok ha. Thế thì bây giờ các anh chị em có để ý một điều không? Ở Rao, bây giờ mình sẽ thấy thêm tìm hiểu thêm về Rao một xíu. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ thấy được rằng là gì? Những người sáng lập ra Rao, đúng không? Đã làm chuyện lớn rồi. Cái lĩnh vực mà Rao chọn, nó cũng là lĩnh vực hot, đúng không ạ? Lĩnh vực mà gần như là ai cũng thể xài được, ai cũng có thể rằng là gì, trở thành một khách hàng được. Ok chưa? Các anh chị vô ạ. Tại vì cái lĩnh vực đó là lĩnh vực đang tạo ra nguồn lợi nhuận lớn trên thế giới các anh chị. Các anh chị hình dung ý ha. Và cái lĩnh vực đó gần như ai cũng có thể xài được. Ok, mình bỏ qua anh bên. Thế thì bây giờ Vũ chia sẻ các anh chị thêm một ý nữa. Trước khi qua ý khác thì bây giờ Vũ lặp lại cái ý này một xíu. Các anh chị em có biết được rằng là gì? Ở Việt Nam này, Vũ không nói thế giới nha. Vũ nói Việt Nam cho các anh chị em dễ nhớ thôi. Các anh chị em biết cái công ty Thế Giới Di Động không? Đúng không ạ? Rồi nó tạo ra điện máy xanh nè, bách hóa xanh nè. Các anh chị em để được cái công ty Thế Giới Di Động á, họ đâu có sản xuất ra sản phẩm nào đâu. Đúng không ạ? Nhiệm vụ của họ là làm sao xây dựng cái chuỗi hệ thống cho nó thật đẹp mắt. Và nhân viên nó phải chuẩn chỉ. Đó gọi là gì? Đó gọi là xây dựng nền tảng đó các anh chị. Xây dựng nền tảng đó. Còn sản phẩm là do cái ông Samsung họ làm này, Sony họ làm này, LG họ làm này, Apple họ làm này. Đúng không ạ? Thì ở Rao cũng vậy thôi. Rao cũng xây dựng cái nền tảng đó. Huấn luyện cái đội ngũ nè. Rồi tạo ra cho họ những cái phong cách sống nè. Rồi các cái sự kiện của Rao trên khắp thế giới nè. Rồi chương trình đào tạo này, chương trình đào tạo kia. Tạo làm sao cái cộng đồng nó thật là lớn, thật là hài hòa. Được chưa? Các nhìn vô. Rồi cái sản phẩm là từ các cái tập đoàn giải trí trực tuyến nè. Thì Afigo nó đi liên kết rồi đó. Các anh chị nhìn vô ạ. Cái đó mới là cái hay các anh chị. Người ta bây giờ người ta nhìn vào Thế Giới Động. Và bản thân Vũ đi, khi mà Vũ có nhu cầu gì Vũ sẽ chọn Thế Giới Động để Vũ mua. Vũ mua là bởi vì sao vậy?
Bởi vì nó không phải là vấn đề mắc hay rẻ, mà vấn đề là cái chỗ đó nó đang tạo ra rất là nhiều giá trị cho cộng đồng. Đúng không? Nhân viên rất là tuyệt vời, từ bảo vệ cho tới tất cả mọi thứ. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp đẽ, rất là lịch sự, rất là gọi rằng là gì? Trang nhã. Đúng không? Đó, đó là một giá trị đó. Thì Rao đang xây dựng lên một cộng đồng và tạo ra các giá trị. Và chính vì chỗ đó Rao, các anh chị em để ý không? Khi đến với Rao, các anh chị em thấy hoa hồng của Rao không? Hoa hồng của Rao chỉ tập trung trả tiền cho những ai phát triển hệ thống thôi. Chỉ có những người làm hệ thống mới kiếm được nhiều tiền trong Rao thôi. Có nghĩa rằng là gì? Họ xây dựng ra người làm việc thực sự thì mới kiếm được nhiều tiền. Các anh chị em hình dung với ạ. Không phải rằng tới đây đi bán được một món hàng xong rồi tôi chia cho anh phần trăm tiền hoa hồng bán lẻ. Không, ở Rao không có hoa hồng bán lẻ. Mà họ chỉ tập trung vô chuyện là những người làm hệ thống. Có nghĩa rằng là một cái người đó có khả năng phát triển ra 2 người, 4 người, 6 người, 8 người, một rồi nhiều người khác. Đúng không ạ? 2, 4, 6, 8, đúng không? 16, 32, 64, 120 mấy đó. Đúng không ạ? Đó, đó là công ty tập trung vào cái chuyện đó là gì? Xây dựng hệ thống. Không tập trung vào cái chuyện mô hình theo kiểu bán lẻ của các công ty. Mà là gì? Họ tập trung vô xây dựng nền tảng. Đó là gì? Những người làm hệ thống là nền tảng của công ty. Nên tại sao các anh chị em để ý không? Các công ty khác á, đa phần là gì? Khi mà gãy một người á, là gãy hết rất là nhiều. Cuối cùng là công ty là người hưởng. Tại sao khi mà thủ lĩnh ra đi một cái thì công ty là người hưởng? Hưởng gì ạ? À? Hưởng từ các cái lớp khách hàng mà họ mua lại á, mua sản phẩm lại. Các chị nhớ, vậy thì ở Rao họ tập trung vô chuyện xây dựng hệ thống, xây dựng con người. Đó là như thế thôi. Nên là gì? Những người làm hệ thống ở Rao thì những người là những người kiếm thực sự rất là nhiều tiền. Và những người làm hệ thống mà kiếm được nhiều tiền thì sao ạ? Thì câu chuyện được đặt ra là gì? Càng có nhiều người làm hệ thống thì công ty càng thành công. Các chị hiểu ạ? Công ty càng thành công thì sao? Thì những người nào mà sở hữu cổ phiếu của công ty lại càng thành công. Vậy thôi, rất đơn giản. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Không quan trọng tới chuyện là có hàng ngàn, hàng triệu khách hàng. Quan trọng rằng là đội ngũ phải tốt. Mà đội ngũ kiếm được tiền á, thì sao? Công ty nó tồn tại lớn, tồn tại lâu chứ. Và đặc biệt hơn á, người làm hệ thống mà có được nhiều tiền thì sao? Thì họ càng xây dựng hệ thống lớn hơn. Cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Mà những người làm hệ thống mà họ làm mà có tiền mà họ lại ở lâu, họ lại xây dựng càng hệ thống càng lớn hơn nữa thì sao? Họ giúp cho nhiều người mắc ao hơn thì sao ạ? Thì có phải rằng là công ty nó lại càng lớn không? Mà công ty càng lớn thì sao ạ? Thì có sẽ có hàng triệu người đến với Rao không? Và có hàng triệu người đến với Rao thì sao ạ? Thì sẽ có nhiều người xài sản phẩm. Được chưa? Và khi xài sản phẩm thì sao ạ? Thì Avigo, Rao đưa tiền về, chia lại 80% cho mọi người. Vậy thì những ai là đơn giản là một cái người khách hàng thôi, của Rao đi, sở hữu cổ phiếu của Rao thôi. Đúng không? Thì sự thành công của cái nền tảng hệ thống thì cũng đã giúp cho họ, giá trị cổ phiếu của họ giữ, nó sẽ tăng giá. Ok chưa? Các anh chị em hình dung ý quá. Ok ha. Đó là cái ý mà Vũ muốn chia sẻ cho các anh chị em thấy. Và thêm một ý nữa Vũ muốn chia sẻ cho các anh chị em luôn trong ngày hôm nay. Đó là gì ạ? Ở Rao có hai thứ. Một là họ vẫn trả hoa hồng từ cái chuyện khi các anh chị em xây dựng hệ thống. Đúng không ạ? Thì có nghĩa là mình xây dựng hệ thống của mình hưởng hoa hồng từ hệ thống của mình. Được chưa? Nhưng các anh chị em lưu ý chỗ này nè. Đối với nhiều đơn vị khác, nó xảy ra một hiện tượng đó là gì? Mình chỉ được hưởng từ cái mình tạo ra. Nhưng mà những cái công ty, những cái người khác, những cái gọi là đồng đội của mình, nhưng mà nó không nằm trong hệ thống của mình, họ làm rất là tốt, mình không được hưởng gì từ họ. Từ công ty mà nó phát triển tốt, mình không hưởng được gì từ nhiều công ty. Chẳng qua là có cái tên được tốt, rù đen sồ được lâu năm. Đúng không ạ? Nhưng mà rù đen sồ thành công. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái người bán hàng trong đó, những người mà tạo hệ thống trong đó, họ chỉ hưởng được từ cái hệ thống đó thôi. Chứ họ đâu có được hưởng thêm từ cái tiền, từ công ty nó kiếm được đâu. Đúng không ạ? Họ hưởng gần như không có được nhiều. Lâu lâu thưởng cho một xíu, lâu lâu thưởng cho một xíu thôi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Cái vấn đề ở Rao là nằm chỗ này nè. Mình xây dựng hệ thống, mình được hưởng hoa hồng từ hệ thống. Được chưa? Bên cạnh đó thì sao ạ? Khi mà mình kiếm được tiền 80%,
là tiền mặt, còn 20% là sở hữu cổ phiếu. Thì khi mình sở hữu cổ phiếu công ty là nhiều hơn, đúng không ạ? Vậy thì khi mà công ty nó phát triển, được ạ, từ những cái người khác, từ những nhóm khác, từ toàn bộ của công ty, họ sai sản phẩm từ Afigo liên kết hay là Mister liên kết, thì sao 80% lợi nhuận họ lại chia, lại chia cho ai ạ? Họ chia vô 40% cho những ai sở hữu cổ phiếu nhiều, đúng không ạ? Vậy thì mình làm hệ thống, đúng không ạ? Thì 20% của mình nó gọi là gì? Giá trị tài sản mình đầu tư đó, gọi là cổ phiếu. Thì có phải là 40% từ cái lợi nhuận của công ty đem vô chia lại cho những ai sở hữu cổ phiếu, còn 40% sẽ chia vào 18 cái bể tài chính? Thì có phải rằng là gì? Khi mình xây dựng hệ thống, có nghĩa mình sẽ lực lên cấp, mà mình càng lên cấp càng cao thì mình sẽ lọt vô nhiều cái bể tài chính. Cuối cùng thì sao ạ? 80% lợi nhuận từ toàn bộ cái thế giới trong rào kiếm được đều chia lại cho tất cả chúng ta. Ok chưa? Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải thấy. Thêm một ý nữa. Thế thì bây giờ các anh chị em để đi. Ở ngoài kia có rất là nhiều mô hình mà khi nghe tới, các anh chị em để không? Bây giờ lâu lâu Vũ lên Facebook, Vũ thấy cũng có rất là nhiều nhóm, họ quảng cáo cổ phiếu này, cổ phiếu kia, cổ phiếu nọ. Nhưng mà toàn là nghe tới đầu tư vài trăm triệu, vài tỷ, vài trăm triệu, vài tỷ, cứ khoe vài trăm triệu, vài tỷ không? Đúng ạ. Cổ phiếu mà mua cho lắm vô như thế thì cổ phiếu thừa, làm sao mà thành công được? Nói thật, rất là khó để thành công. Sự thật rằng là nếu mà cứ đầu tư, một người mà cứ phải bỏ vô vài trăm triệu, vài tỷ hay là cả triệu đô để đi mua coin hay mua token hay là mua cái cổ phiếu đó, thực sự nó không có giá trị nhiều các anh chị. Phần lớn những công ty đó không khả năng thành công. Vũ dám nói điều luôn. Tại vì phần lớn những công ty đó không có khả năng thành công. Mà nếu có thành công thì ta nói tỷ lệ nó rất là ít các anh chị. Tại sao vậy? Tại vì á, bản thân cái công ty mà họ đưa ra chiến lược mà hay mua bao nhiêu cũng được á, mua số lượng nhiều á, thì không có tin được. Các anh chị em hiểu điều á. Bây giờ mình không thể nói sâu hơn, nhưng mà Vũ chỉ nói rằng là gì? Ở rào, tài khoản các anh chị có muốn mua nhiều thêm, các anh chị em cũng không mua được. Đúng không ạ? Các anh chị em có mua nhiều cỡ mấy thì các anh chị em cũng không mua được. Các anh chị em chỉ có là gì? 99 đồng và cao nhất là 2499. Nhưng mà sự thật rằng ngày hôm nay những ai tham gia thì là gì? Là 2499. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là trong số 239 người đang nghe livestream này thì phải ít nhất phải có khoảng tầm 200 người vừa rồi trúng số. Là sao ạ? Là mua chỉ có 599 đồng thôi, nhưng mà vẫn được sở hữu giá trị 3500 tài sản, đó là cổ phiếu của Rao. Đúng không ạ? Chắc chắn là điều đó sẽ có khoảng tầm 200 người. Ok chưa? Các anh chị em nắm yếu ạ. Đó cũng là một cái trúng số. Đó là một cái giai đoạn. Lâu lâu các công ty vẫn khuyến mãi bình thường mà các anh chị. Lâu lâu các anh chị em đi đến công ty Thế Giới Động thử coi, nó đang bán TV 50 triệu chứ mà đúng vào cái giờ đó, ngày đó nó vẫn bán cái TV nó chỉ có 20 triệu thôi, hoặc 20 mấy triệu thôi. Các anh chị nhìn không ạ? Thì Rao cũng vậy thôi. Hôm nay các anh chị em tham gia thì nó giá như thế, nhưng mà mình đâu có biết chương trình khuyến mãi ra lúc nào đâu. Đúng không ạ? Vậy thì có phải rằng là cái lúc mà khuyến mãi, nếu mà mình biết thì mình mua, và mình mua được hưởng lợi như thế. Ok chưa? Các anh chị em hình dung nhá. Nên á, đừng có nghe bỏ ra một số tiền sở hữu cái mấy chục ngàn coin, mấy chục ngàn token hay là mấy chục ngàn cổ phiếu. Đừng có nghe vậy. Mà chỗ nào mà các anh chị em thấy người ta bỏ ra vài trăm triệu, vài tỷ mà để đi mua cổ phiếu á, phần lớn không thành công đâu. Tỷ lệ thành công đó phải chắc phải 1.000 hoặc là 1.000.000, trên 1.000.000 á, 1 trên 1.000.000 á. Đó là sự thật các anh chị. Tại sao vậy? Ở rào các anh chị để, họ tạo ra một cái cộng đồng hàng triệu người, mỗi người sở hữu chỉ có vài chục cổ phiếu thôi. Đúng không? Những ai mà xây dựng hệ thống giỏi, được tích góp từ từ thì những người đó mới sở hữu được nhiều thêm. Được chưa? Vậy thì những cái người mà sở hữu từ cái việc hoa hồng chích ra từ 20% thu nhập của họ thì sao ạ? Thì họ mới được sở hữu thêm cổ phiếu. Vậy thì có phải rằng là gì? Họ muốn sở hữu được nhiều cổ phiếu hơn thì họ phải tạo ra giá trị cho công ty. Đó là gì? Họ phải xây dựng được cộng đồng nhiều hơn. Mà khi xây dựng được cộng đồng nhiều hơn thì có nghĩa là công ty tăng giá trị. Đúng không ạ?
Chứ còn ở đây mà bỏ vô, một người bỏ vô 1 triệu đô mua cổ phiếu, một người bỏ 10.000 đô, 20.000 đô, 100.000 đô mua cổ phiếu, họ mua họ ôm đó, nhưng được mấy người mua? Đúng rồi, các anh chị chưa? Vậy thì mấy người mua đó mà bây giờ nói, lỡ mà nói cho lên sàn, dễ lắm, muốn lên sàn thì cũng dễ thôi, đâu có gì khó đâu. Các anh chị đâu, muốn lên sàn vẽ cái gì cũng được, vẫn có thể lên sàn được. Nhưng lên sàn mà người ta chỉ có nghĩ tới chuyện bán thôi thì sao ạ? Thì làm sao mà thành công được? Vậy thì ai mà ôm cái đống đó thì chỉ có mà chết thôi, từ chết tới bị thương thôi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Còn ở rau á, các anh chị em để ý này, các anh chị em để ý này, thứ nhất, mình không thể sở hữu thật nhiều cổ phiếu. Những người mà có nhiều tiền họ đến đây họ cũng không thể sở hữu được nhiều, được chưa? Ở với rau. Nhưng các anh chị em có để ý một điều không ạ? Là nằm ở chỗ này nè, khi mà công ty nó xây dựng cái nền tảng như này là sẽ có hàng triệu người. Mà chính vì hàng triệu người này nè, thì có phải rằng là Affigo nó lại kiếm được nhiều tiền không? Mister kiếm được nhiều tiền không? Vậy thì có phải rằng là 40% trong số 80% lợi nhuận, được chưa? 40% trong số mà gọi là 80% lợi nhuận của công ty, được chưa? Có phải rằng là gì? Đem chia cổ tức không? Vậy thì có phải rằng là cái tiền đó đó nó giúp cho giá trị cổ phiếu có giá trị, các anh chị? Các anh chị em hình dung yếu quá. Các anh chị em nắm ý ha. Bây giờ vụ hỏi các anh chị, khơi khơi đâu ai đi mua cổ phiếu nếu nó không có cổ tức trả hàng quý, được chưa? Thì đâu ai đi mua cổ phiếu làm gì? Vậy thì người ta mua cổ phiếu đó bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta thấy cái công ty đó nó tạo ra lợi nhuận hàng tháng, hàng quý đều, người ta mới sở hữu nó. Cổ phiếu để làm gì? Để người ta được chia cổ tức, được chia lãi, gọi là được chia lợi nhuận khi mình sở hữu cổ phiếu. Vậy thì sao ạ? Vậy thì khi người ta đầu tư vô sở hữu cổ phiếu mà người ta được chia như thế thì người ta mới hứng thú để người ta mua. Ok chưa? Còn ở nhiều nơi thì sao? Một ông ôm cho thật là nhiều vô nhưng không tạo ra các cái giá trị lợi nhuận để làm gì? Lấy cái lợi nhuận đó chia lại cho người ta, và cứ chỉ có làm gì? Thúc đẩy làm sao để lên sàn. Thế là sao ạ? Thế những người mà đi sau á, người ta cứ nghe, người ta không biết, người ta cứ ôm cái đống đó. Cuối cùng sao? Đẩy lên sàn xong, lên giá 10 đồng, 20 đồng, 100 đồng, đúng không ạ? Sau đó làm sao ạ? Tụt bả xuống còn 0,1 đồng hoặc là 0,00 mấy đồng. Có phải rằng là giá trị của những người đi sau nhận được là về bằng không, đúng không? Là người ta bị mất tiền, đúng không? Mà cái này nó đã diễn ra trên thị trường rất là nhiều các anh chị. Nên các anh chị em phải thấy này, cái ở Rao One á, cái cách của họ đang tạo ra đó là gì? Đầu tiên là cộng đồng. Cộng đồng phải lớn. Muốn kinh doanh gì thành công thì cộng đồng phải lớn. Đó là sự thật. Chứ mà không, bây giờ cứ nói mở mồm ra kiếm tỷ đô này tỷ đô kia, thì chỉ có những cái ngành nghề đặc thù thôi, là một nhóm người thì họ kiếm được hàng tỷ đô. Chẳng hạn như dầu khí, khoáng sản thì chỉ có một nhóm người thôi. Hoặc là đào vàng, khai thác vàng, hoặc là ví dụ giống như một cái gì đó, một cái lĩnh vực gì đó nó rất là khó, được chưa? Thì sao? Thì chỉ có một nhóm đó kiếm được thôi. Nhưng còn phần lớn các lĩnh vực thì sao? Phải cần số đông người. Các chị em có để ý không? Phần lớn những cái nước mà tiên tiến phát triển đó, thì những cái người mà kiếm được thật là nhiều tiền đó, đa phần là những cái sản phẩm của họ rất là giá trị nhỏ. Nó chỉ có khoảng vài chục đô, vài sen, hoặc là vài 100-200 đô, hoặc là 500-700 đô. Thì sao? Họ kiếm được rất là nhiều tiền từ nhiều người. Các anh chị em hình dung biết không? Đa phần là như thế. Đó. Nên là các anh chị em cần phải chú ý vô ha. Những cái điểm này, những cái điểm này là những điểm ăn tiền của rau các anh chị. Những điểm này là những điểm ăn tiền của rau nè. Nếu mà mình không nhìn thấy những cái điểm này á, mà mình cứ nhìn vào làm để có tiền, nghĩ vậy, thì mình chỉ nghĩ đơn giản thôi. Mình không thấy được cái giá trị lớn hơn thì mình sẽ không thấy cái tiềm năng của rào. Các anh chị em lưu ý ha. Cộng đồng xong, được chưa? Thì Affigo mới kiếm được tiền. Affigo này không cần phải sản xuất sản phẩm,
mà là gì? Sản phẩm thì cứ đi tìm thằng nào có sản phẩm hay, sản phẩm nhiều mà nó chất lượng thì sao ạ? Thì đem nó tới. Được chưa? Có phải là mình đỡ nhọc không? Những thằng khác có sản phẩm rồi. Các anh chị em có công nhận rằng là làm nhà phân phối có thể kiếm được 50% lợi nhuận không? Có khi 70% lợi nhuận trên cái giá trị sản phẩm đó không? Vậy thì có phải rằng là gì? Vậy có phải là Avigo hay Mister trong tương lai đi, họ kiếm được tiền đó, họ đem là họ chia hết cho mình không? Vậy thì họ đem tới, họ chia vào cổ phiếu, họ chia vào các cái bể tài chính. Nó làm cho những người xây dựng hệ thống sao ạ? Kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng không ạ? Có thu nhập thặng dư. Nó giống như là gì? Làm ông chủ rồi đó. Đúng không ạ? Bây giờ đầu tư thì có phải là những cái thu nhập mà hàng quý, hàng tháng của ông Avigo nè, từ các cái công ty giải trí trực tuyến trả nè, 80% đó nó chia lại, thì đó là gì? Giá trị thặng dư, kiếm được thu nhập thêm từ cái chuyện mà mình đầu tư. Đúng không ạ? Đó, đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý tới. Ok ha. Rồi, bây giờ các anh chị em thấy rằng là gì? Thêm một thứ nữa mà Vũ muốn chia sẻ cho các anh chị em thấy ở rau. Ngoài những cái yếu tố mà các anh chị em chọn rau, thì các anh chị em cần phải chọn thêm một yếu tố nữa, đó là gì? Đó là tính gọi là tính thị trường. Các anh chị em để ý đi. Tất nhiên nhiều khi mình mở ra một công ty hay mình mở ra một cái shop nào đó, phần lớn là mình chỉ là hoạt động trong một cái khu vực thôi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái người nào bán hàng livestream hay lắm thì cũng chỉ bán được cho cái nhóm người Việt Nam thôi chứ. Đâu phải ai cũng bán được khắp cả thế giới đâu. Các anh chị hình dung không ạ? Ngày hôm nay mình nói, mình livestream đi. Đúng không? Mấy cái cô mà hay bán hàng online á, gọi là gì? Livestream online. Đâu có phải ngày nào mấy cô cũng có thể nói được đâu. Nói khoảng tháng đau cổ họng rồi. Đúng không ạ? Các anh chị hình dung không ạ? Nhưng mà không phải ai cũng có khả năng giống như cổ. Nhưng vậy thì sao? Ở rau, nó có một cái yếu tố mà các anh chị em lưu ý chỗ này. Có thể mình dở, mình không giỏi, mình cũng không nhiều tiền, nhưng mà mình khởi nghiệp với rau, với 99 đồng, mình giới thiệu ra hai người, họ cũng không giỏi, mà hai người này họ giới thiệu ra những người không giỏi, nhưng mà xui cái thứ người thứ 100 ở bên tay phải, thứ 100 bên tay trái ra được một người giỏi. Có phải rằng là gì? Cả 100 người dở này được hưởng không? Ok, các anh chị em hiểu biết. Một người giỏi, họ xác định là một người giỏi, nhưng họ không tự cố gắng lên để họ giúp cho những người dở, thì họ giỏi để làm gì? Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Bạn xác định bạn là người giỏi mà lúc nào bạn cũng cứ chỉ đi đòi đi đầu thôi. Bạn chỉ lúc nào cũng đòi đi đầu thôi. Bạn lúc nào bạn cũng là gì? Tôi là nhất. Thế thì làm sao bạn giúp cho được những người khác? Ok, Vũ ước ao là có 1,000 người trên Vũ là những người dở. Bởi sao vậy? Vũ đẩy 1,000 người dở này đi mút thì đi lên tới tận cung trăng luôn. Đúng không ạ? Ok, các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Chính vì chỗ đó các anh chị em, mô hình kinh doanh này nó rất là hay. Đó là gì? Có thể mình dở, nhưng mà người bạn của mình cũng có thể là dở, nhưng mà bạn của bạn chưa biết ạ. bạn của bạn là chưa biết ạ. Đúng không ạ? Mà ở đây kinh doanh của rau thì sao? Khởi nghiệp một lần mà không phải tái năng động, không cần phải mua thêm. Đúng không? Mà các anh chị em nói thẳng câu cho nó hay luôn này các anh chị. Các anh chị em có nguyên một cái hệ thống kinh doanh online toàn cầu, website đẹp đẽ, đúng không? Đúng không? Tất cả mọi thứ nó nằm trong đó mà các anh chị em không phải đóng xu nào hết. Bây giờ các anh chị em đi làm một cái web để mà kinh doanh mà tính toán ra như thế đi. Ngồi mà tính tiền cho nhân viên thôi. Ngồi tính tiền cho cái gọi là gì? Cơ chế bán hàng thôi. Các anh chị em để viết lên một website, các anh chị em cũng phải tốn hàng nghìn đô. Gọi là web cũng ra trò một xíu. Vài nghìn đô, vài chục nghìn đô thì nó mới ra ngô, ra khoai. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Mà ở đây các anh chị em kinh doanh với rau, khởi nghiệp 99 đồng. Ai có nhiều tiền hơn thì mua thêm. Được chưa? Thì sở hữu được nhiều thêm, nhưng mà cũng chỉ tối đa là 2499 thôi, muốn thêm cũng không được, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị em để ý này, mình kinh doanh với rau, mình xây dựng cộng đồng với rau, thu nhập của mình 20,000 euro một tuần max out, đúng không ạ? Các anh chị hiểu không ạ? Mà các anh chị em kinh doanh hàng tháng, hàng ngày, hàng quý, hàng năm mà không có phải đóng thêm cái đồng nào để mà gì, để công ty duy trì cho cái website nó hoạt động hết. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa? Ok,
Các anh chị hình dung biết không? Cái đó là cái chúng ta cần phải chú ý tới. Được chưa? Ok. Rồi. Thì bây giờ các anh chị em để ý này. Kinh doanh làm cái gì cũng vậy, phải có thời gian. Không phải một ngày một buổi thành công được. Ngày hôm nay có bao nhiêu con người học hết lớp 12, học thêm 4 năm đại học, học thêm mấy năm thêm để lên cao, gọi là cao học hay là thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, đúng không? Nhưng mà có bao nhiêu người đang học á, ra hết lớp 12, học ra đại học không có việc làm, thứ nhất. Thứ hai, bao nhiêu người học xong ra làm trái nghề, đúng không? Ở đây Vũ không nói rằng là tốt hay xấu, nhưng mà Vũ nói với các anh chị em như thế này: làm cái gì cũng phải có một khoảng thời gian. Vũ phải mất mười mấy năm, ít nhất phải tầm bây giờ năm 20 là coi như mất 15 năm. 15 năm mày mò trên lĩnh vực Internet này. Các anh chị em hiểu ý không ạ? 15 năm, chứ không phải một ngày đâu các anh chị, cũng không phải một năm đâu các anh chị. 15 năm. Ngày hôm nay ứng dụng tất cả mọi thứ mà có được trong 15 năm này vào trong RAO thì mới trở thành một trong những người phát triển nhanh nhất ở RAO, phát triển khắp thế giới được như thế này. Đâu có phải một ngày một buổi đâu. Các anh chị em hình dung ý ạ. Nên rằng là gì? Khi đến với RAO đừng có nghĩ rằng một ngày mình sẽ thành công. Các anh chị em biết rằng là những người mà đạt tới Director 1 sao, 2 sao hay là đang chuẩn bị đạt tới Director là những người Manager đi, những người đang làm với RAO đi, những người phát triển trong vòng 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng họ đạt được Director hoặc là Director 1 sao, 2 sao đi. Đâu có phải rằng là họ là tay mơ mới vô nghề đâu. Họ đã trải qua rất là nhiều thứ rồi. Họ cũng đã mất mát rất là nhiều, có nhiều bài học rồi. Và bây giờ khi họ đến với RAO, đúng không? Có những người được tiếp xúc với Vũ, Vũ chia sẻ hướng cho người ta nên tập trung 100%, rõ ràng. Có những người chưa từng gặp Vũ, được chưa? Có những người chưa từng gặp Vũ. Nhưng mà các anh chị em biết điều gì không ạ? Khi họ thấy được ở RAO, họ thấy tiềm năng, họ dồn sức 100%, họ làm nhiệm vụ của họ làm. Và đặc biệt họ có những kinh nghiệm trước đó, họ đã trả giá trước đó rồi. Ở đây thì khi họ phát triển ở RAO thì cái khả năng phát triển thành công rất là cao. Bởi vì thành công ở RAO nó không phải phụ thuộc vào cái số tiền các anh chị em bỏ vào. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Tại vì sao? Nó chỉ có vài đồng thôi, các anh chị em có thể kinh doanh được rồi. Nên rằng là gì? Ở RAO nó dành cho các anh chị đó, đó là cơ hội cho các anh chị. Chứ đừng có nghĩ rằng là phải có tiền mới thành công. Sai, đừng bao giờ nghĩ như thế. Bởi vì những cái thằng mà đang có nhiều tiền nhất là lúc đó nó không biết làm gì hết. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Và bản thân Vũ đã từng rồi, và nhiều người khác cũng đã từng rồi. Khi có rất là nhiều tiền trong tay chả biết làm gì luôn. Các anh chị cho, khi mà không có tiền trong tay mới thấy có nhiều thứ để làm. Và sau một thời gian Vũ mới thấy được một điều rằng là gì? Đừng bao giờ cứ nói rằng là gì, không có tiền sẽ không làm được gì cả. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Nha. Mà quan trọng là cái ước mơ của bạn đủ lớn hay không, cái phương pháp của bạn, được không? Cái mà con đường bạn đang đi á, và những cái người mà đang chỉ cho bạn cái cách để mà bạn thực hiện nó đó, nó có đúng hay không? Các anh chị hiểu không? Rồi á, hàng ngày họ chia sẻ cho bạn không? Họ tìm các giải pháp này, giải pháp kia cho bạn để bạn thành công nhanh hơn không thôi. Được chưa? Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là tôi phải có thật nhiều tiền. Tại vì sao? Nếu bạn muốn có thật nhiều tiền rồi bạn mới thành công thì câu chuyện nó là câu chuyện khác rồi. Bởi vì trên thế giới này có rất là nhiều người từ con số 0 họ vẫn có thể thành công. Được chưa? Ok ha. Vấn đề là quyết tâm của bạn, vấn đề cái sự tập trung của bạn. Vậy thôi. Thêm một ý Vũ muốn chia sẻ các anh chị em thêm là nằm ở chỗ này nè. Làm cái gì cũng phải tập trung. Chứ đừng có làm theo cái kiểu mà hồi nãy Vũ chia sẻ đó, giống như gọi là trứng để nhiều giỏ. Tất nhiên để một vài giỏ thôi, chứ để 10 cái giỏ làm tới giờ mất giỏ các anh chị em không biết đâu. Các anh chị em hình dung ý. Tại Vũ đã từng rồi. Mở ra 10 cái sàn, bỏ coi sàn này vài chục bit. Tới bỏ hồi cuối cùng á, quên hết mật khẩu. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Nên là bỏ vô một vài sàn thôi, chứ bỏ ra nhiều sàn quá lấy đâu ra mà nhớ. Nào là ví
chết rồi, nào ví blockchain rồi, ví này ví kia ví tùm lum. Mở ra một cái điện thoại ta nói là một trời luôn. Mở ra một cái điện thoại mà ta nói 30 cái email, 20 email, mười mấy email. Chết. Các anh chị em hiểu chỗ này không ạ? Cái đó là chết. Các anh chị em lưu ý này, các anh chị em có thể có thật nhiều tiền, nhưng mà tiền các anh chị em rải rác tùm lum thì cái người thừa kế các anh chị cũng không biết lặt về đâu. Hiểu ý không ạ? Nên rằng là gì? Đừng có tha đi bỏ tùm lum nhiều, dồn một thứ hai thứ thôi. Lỡ mình có bị gì á, lỡ có dính virus á, thì người thừa kế nó còn biết chỗ để mà lấy về. Đó vừa nói vui thôi, nhưng mà sự thực là như thế các anh chị. Bản thân các anh chị em mở ra, ta nói chứ, ôi dồi ôi, có nhiều người ta nói có 20 email, mười mấy email, ta nói nhiều vô kể luôn. Làm sao mà nhớ hết được các anh chị? Trong lúc các anh chị em khỏe thì không nói, nhưng mà lỡ vấn đề gì đó rồi các anh chị em đâu có nhớ được đâu. Nhiều khi mình cũng loạn mà, đúng không ạ? Rồi ví bỏ tiền vô sàn này tùm lum hết. Những người khôn, những người khéo, những người đã có kinh nghiệm rồi, họ chỉ lựa vài thứ thôi. Các anh chị em vô ạ, vài thứ, nhưng mà mình phải hiểu vài thứ đó thì mình mới thành công được. Được chưa? Và thêm nhiều yếu tố nữa. Đó, thêm nhiều yếu tố nữa. Ok, đó là những thứ mà chúng ta đã biết, và đó là những cái thứ mà giúp cho chúng ta là tại sao nên chọn Rawan. Được chưa? Thêm một cái nữa để cho các anh chị em dễ hình dung khi đi chia sẻ những người khác. Cái này nó dễ hơn. Thứ nhất, hãy nói với họ đây là một cơ hội. Được chưa? Nhưng không phải là một ngày một buổi. Phải học. Một đứa bé nó phải mất 9 tháng 10 ngày nó mới ra được, đúng không? Từ lúc mà mới có xíu thôi, đúng không? Nhưng mà nó ra rồi á, nó phải lăn lê bò trườn cả năm, 2 năm thì nó mới đi được chứ. Rồi từ từ nó mới lớn được. Làm rau cũng vậy thôi. Đầu tiên là mình phải học, nghe hết đi. Nghe hết cái clip này, đọc cái chỗ này, đọc chỗ kia, nắm bắt hết. Nói thật, các anh chị có bỏ ra 1 tháng cũng được nữa để hiểu về rau. Sau đó mình khởi nghiệp, đó là gì? Lúc này mình đủ tự tin rồi, mình nắm bắt rồi, mình đi giới thiệu 2 người là xong. Mình xây dựng, mình chỉ cho 2 người, 2 người ra 4, 4 ra 8. Thế là mình đã ok rồi, bởi vì mình xây dựng doanh nghiệp mà. Đúng không? Đây là một doanh nghiệp là gì? Duplicate, là nhân đôi phiên bản của mình nè. Mình phải hiểu, mình nắm, bắt mình chia sẻ cho họ. Các chị em vô ạ. Vậy thì đâu cần phải vội đâu. Vậy thì nếu mà các anh chị em đang có công việc gì đó làm, các anh chị em cứ làm công việc đó, nhưng những thời gian rảnh rỗi thì sao ạ? Thì hãy dành để mà nghe hết tất cả cái này, tìm hiểu về rau, nắm bắt về rau. Nhưng lưu ý, phải có một tài khoản của rau thì mới tìm hiểu hết được rau trong văn phòng. Chứ đừng có để em đi về em tìm hiểu, em lên đây em tìm hiểu. Thế bây giờ vừa hỏi các anh chị nè, có nhiều người nói để tôi đi tìm hiểu rau, mà không có một tài khoản của rau để tìm hiểu thì tìm hiểu cái gì? Các anh chị em hiểu ý không ạ? Đăng ký gói 99 đồng vô, có tài khoản trong đó, vô đó mà tìm hiểu. Có mất thì mất 99 đồng. Đúng quá. Chứ đứng vòng ở ngoài thì ta nói hết rau lừa đảo. Thằng này nó không có trả tiền, thằng này trả tiền chậm lắm. Ô thằng này là xạo xạo, thằng kia nó hết thị trường rồi, hết này kia. Thế nghe tùm lum tùm la hết. Ô thằng này của Việt Nam, hôm qua có người nói cái rau này là do Vũ tạo, hoặc là một cái nhóm sinh năm 93 tạo kìa, mà mở mồm ra nói là chuyên gia công nghệ, mấy thằng đầu đất đó. Chính vì cái chữ chạy vòng á, các anh chị hình dung yêu, cứ đi vòng ở ngoài á, rồi phán. Nên rằng là gì, Vũ nói luôn các anh chị nè, nếu các anh chị em gặp một người nào mà chia sẻ mà họ thấy thực sự quan tâm, mình nói rất một cách nhẹ nhàng thôi, anh chị muốn tìm hiểu á, anh chị em cứ tìm hiểu từ khắp mọi nơi. Nhưng mà Vũ khuyên, hay là bạn khuyên những người đó, bạn nên đăng ký tài khoản 99 đồng để bạn tìm hiểu hết tất cả mọi thứ bên trong. Nếu mà bạn từ nãy giờ bạn nghe mà bạn thấy nó ok, bạn thấy là gì, những cái gì gỗ rau nó rất là thú vị, rất đáng để mà tìm hiểu, thì sao, đăng ký một tài khoản, vô đó nắm bắt hết mọi thứ đi. Rồi sau này có muốn mua, muốn nâng cấp cái gì đó, tính tiếp. Đúng không? Các anh chị em hình dung ý ạ.
cái gì cũng vậy, muốn tìm hiểu thì một phí. Bây giờ các anh chị em muốn thấy một cái tổ chức đó, tổ chức doanh nhân đó, các anh chị em có đứng ở ngoài không à? Mà cái phí để mà đăng ký vô cái câu lạc bộ doanh nhân đó là gì? 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Thì các anh chị em muốn vô đó, các anh chị em phải vô đó chứ. Đúng không? Đi học đâu cũng vậy, đi làm đâu, nghiên cứu đâu, muốn tìm gì cũng phải vô. Đúng không? Trừ khi là mình có một người bạn thân lắm, người ta đưa cho mình cái tài khoản để mình vô đó, mình nghiên cứu. Thì cái đó lại cũng có, nhưng mà ít. Vậy cách tốt nhất là gì? Hãy nhúng mình vô để mình tìm hiểu. Nếu đây là một cái lớn. Ok ha. Rồi, thêm một ý nữa. Tất cả mọi thứ từ nãy giờ đang nói là về rào. Được chưa? Nhưng mà có một thứ nữa, đó là gì? Đó là chọn cái nhóm để giúp cho các anh chị em thành công. À, các anh chị em mình dùng yếu ạ. Rào hay thì hay rồi đó, đúng không ạ? Mọi thứ rào đang làm thì rất là hay. Nhưng các anh chị em không có cái nhóm, không có cái người dẫn đường các anh chị, không có cái người mà hướng dẫn cho các anh chị thì thành công không có đến được đâu. Không có đến được nhanh và cũng không có vững vàng đâu. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Có nhiều người cũng lên mạng đăng ký nhưng mà thành công được không? Mấy ai được thành công? Nếu không có một nhóm, không có một cái con người nào đó để tạo ra một cái nhóm, một cái hệ thống mới giúp được anh chị em thành công được chứ. Còn không, các anh chị em thật là giỏi, các anh chị em có thể xây dựng lên thì ok. Nhưng các anh chị em nhớ này nè, ở đây có một cái hệ thống có thể giúp cho các anh chị em thành công cùng với Mai Rào Quanh. Đó là hệ thống Mai Rào đâu, cùng với Rào Quanh. Thì ở đây có một cái hệ thống là Mai Rào Quanh có thể giúp cho các anh chị em dễ dàng thành công với Rào Quanh. Cái đó mới cái quan trọng. Thì Mai Rào Quanh thì sao? Được dẫn dắt, được tạo ra từ Vũ. Được chưa? Thì Vũ có rất là nhiều năm trong cái việc này. Và Vũ muốn hướng cho mọi người thấy được rằng là gì? Đây là một cái nền tảng để giúp cho tất cả chúng ta có cơ hội để thành công. Các anh chị em lưu ý nha. Đây là một cơ hội mà không phải ai cũng có thể phù hợp. Được chưa? Nhưng mà nó là một cơ hội. Được chưa? Lưu ý nha. Không phải mình làm ra một món ăn, tất cả mọi người cùng ăn. Không có chuyện đó. Nhưng đây là một cơ hội khởi nghiệp rất là nhỏ. Ai cũng có thể rằng làm được. Nhưng phải học, phải nắm bắt, phải chịu khó lắng nghe, phải tìm tòi mày mò để làm gì? Để nắm bắt tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu từng bước đi, từng bước đi. Thì cái sự thành công nó sẽ đến rất là lẹ. Cộng thêm hệ thống Mai Rào Quanh trao cho các anh chị em một cái website, trong đó có nhiều thứ tiếng. Được chưa? Đặc biệt thì mình sử dụng tiếng Việt. Thì lúc này mình đi đâu, mình kinh doanh, mình làm cái gì cũng vậy, mình có thể chia sẻ một cách nhẹ nhàng, mà mình không cần phải bỏ tiền ra để mà in catalog. Mình cũng không cần phải bỏ tiền ra để làm gì? Để dịch cái đoạn phim đó. Mình cũng không cần phải bỏ tiền ra để mà phải làm hình ảnh này, hình ảnh kia, phải nói thêm cái này, nói thêm kia. Mà là gì? Các anh chị em chỉ cần có một cái đường link thôi, myrao1.com/username. Các anh chị là các anh chị em có thể đem cái kinh doanh này đi khắp mọi nơi trong nước Việt Nam, đi khắp nhiều nơi trên thế giới. Được chưa? Các anh chị em vô ạ. Cộng thêm hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng công ty có chương trình gì, thông tin gì thì đều được chuyển qua tiếng Việt hết, giúp cho các anh chị phim ảnh bằng tiếng Anh, giúp qua các anh chị em bằng tiếng Việt, có người hướng dẫn cho các anh chị. Được chưa? Có người đứng đang nói live stream chia sẻ cho các anh chị nè. Mặc dù đôi lúc nói cũng không có hay, đôi lúc nói tràn lan đại hải ra, đúng không ạ? Nhưng mà sao? Cứ chia sẻ thôi. Ok. Các anh chị em hình dung ý ạ. Tại vì ngồi nói với cái máy mà, đúng không? Đang ngồi nói với một cái điện thoại nè. Thì sao? Thì mình không thể rằng là gì? À, đóng khung. Cái này là nói từng này thôi, này nói từng này thôi, này nói từng này thôi. Không. Đây là chia sẻ bằng gì? Bằng cảm xúc cho các anh chị, để cho các anh chị em thấy được cái hay của Rào Quanh, cũng như là cái hay mà cái giá trị của hệ thống myrào1.com chia sẻ cho các anh chị. Được chưa? Thì ở đây Vũ cũng xin nhấn mạnh cho các anh chị rằng là ngày hôm nay mình đang bị vướng một thứ, đó là gì? Đó là cái dịch Corona, đúng không? Là virus Corona Vũ Hán đó, là của bên Trung Quốc á. Thì hiện nay nó lan ra khắp toàn cầu rồi. Và bây giờ
là thế giới đang bị gặp khủng hoảng và chúng ta không thể gặp nhau được. Ngay cả bây giờ là muốn đi gặp các director 2 sao, 1 sao hoặc là chưa gặp, hoặc là manager 3 sao, 2 sao, 1 sao, hay là gặp những anh chị thôi. Gọi là gặp tất cả các thành viên cũng rất là khó để muốn gặp, để gặp được này. Đúng không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang bị vướng những cái khó khăn đó. Nhưng sau khi mà hết những cái cơn đại dịch này đi qua thì sao? Thì chúng ta sẽ làm những cái chương trình, được chưa? Để giúp cho các anh chị em vừa học hỏi được nhiều hơn, vừa phát huy được nhiều hơn, vừa có thể xây dựng được hệ thống nó lớn hơn, vừa giúp cho các anh chị em có thể là sao? Tạo ra được nhiều, gọi là giống như là gì? Nhiều giá trị nhất để giúp cho các anh chị em đạt được giấc mơ lớn của các anh chị. Được chưa? Ok ha. Đó là cái đó là những cái thứ mà Vũ đang muốn chia sẻ đến cho các anh chị, để cho các anh chị em thấy rằng dễ dàng hơn trong cái quá trình mà đến với Rao, cũng như rằng là gì, trong quá trình để mà các anh chị em có thể đạt tới giấc mơ của các anh chị. Ok. Còn với cá nhân của Vũ á, thì Vũ chỉ còn một, có một giấc mơ duy nhất thôi, còn tất cả mọi thứ Vũ đạt được hết rồi. Đây là sự thật Vũ muốn chia sẻ với các anh chị. Gần như tất cả mọi thứ Vũ đạt được rồi, có một thứ Vũ chưa đạt thôi, mà còn trong vòng 5 năm nữa sẽ đạt được. Đó là gì ạ? Tới năm 2025 sẽ đạt tới 1 tỷ đô. Đó là gì? Nghe lời thầy bói của năm 19 tuổi các anh chị, hồi nãy đầu tiên có nghe nói đó, đúng không? Nhưng mà không phải một mình bà nó nói đâu, có tới ba bà bói nói rồi các anh chị. À, và Vũ đeo đuổi cái việc này á, của đeo lời bài bói á, là còn 5 năm nữa là sẽ đạt được điều đó. Vậy thì tới năm 2025, đó là còn 5 năm nữa, mà nếu mà đạt được cái giấc mơ 1 tỷ đô thì cũng ok rồi đó các anh chị. Được chưa? Các anh chị mình dùng yếu à. Ở đây Vũ chia sẻ các anh chị nè, cái người dẫn đường các anh chị mà không đạt được cái gì hết thì làm sao dẫn dắt các anh chị. Ở đây Vũ không có khoe, nhưng mà sự thật các anh chị, ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị em như thế này nè. Các anh chị em đi học rất là nhiều, mình bỏ tiền rất là nhiều đi tiền đi học, đúng không? Mình học chương trình này chương trình kia, học tùm lum tùm la. Nhưng mà các anh chị em có để ý không, những chương trình học đó có giúp cho các anh chị em giàu lên chưa? Sự thật, hay là các anh chị em mất rất rất là nhiều tiền, vài chục triệu, vài trăm triệu, có những người mất hàng trăm triệu đi học hết ông này tới ông nọ, nhưng mà mãi 5 năm nay chưa thành công được. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Các anh chị em biết vừa rồi á, Vũ nghe cái ông Thế Giới Di Động á, tại vì khi mà nghe ông Thế Giới Di Động á, tại vì Vũ thích đó, tại vì Vũ thấy Thế Giới Di Động đang làm cái cách rất là đúng, cái nhân văn, mà cái mà Vũ đang hướng tới. Các anh chị nhớ, và từ xưa tới nay Vũ luôn luôn hướng tới điều đó. Đó là gì ạ? Đó là mình thấy đi, Thế Giới Di Động, cái chuyện mà họ kiếm được nhiều tiền hay chưa kiếm được nhiều tiền, mình đừng quan tâm tới cái chuyện đó. Nhưng có một sự thật mình thấy được một điều rằng là gì? Nhân viên của Thế Giới Di Động từ Nam Chí Bắc, chỗ nào người ta mở ra thì nhân viên vẫn rất là lịch sự, rất là đẹp, đúng không? Từ vòng gửi xe, họ đào tạo lên được như thế. Vậy thì những con người sống trong môi trường đó mà khi họ đi về đi, ít dù nhiều họ cũng sẽ có tác phong như vậy, ảnh hưởng những người xung quanh, nó tạo ra các cái giá trị. Các chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nó giá trị không phải cho cái công ty đó không, giá trị nó tạo ra cho nhiều người khác, những người xung quanh, những công ty khác muốn thành công bắt chước cái những người đó, thì có phải rằng tất cả mọi người nó sẽ đẹp đẽ hơn, và nó sao, và nó lịch sự hơn, và nó đàng hoàng hơn, và đối xử khách hàng nó không phân biệt là giàu nghèo hay là gì, cứ đi vòng vòng, hay là ví dụ đi vô coi nhiều nơi mình không thích, đúng không? Nhưng mà chất lượng dịch vụ của Thế Giới Di Động rất là ok, được chưa? Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Thì ở đây á, vừa rồi á, Vũ có nghe ông Tài ông chia sẻ, ông Tài là ông Tài của Thế Giới Di Động á, ông nói như thế này nè, có mấy công ty mời ông đi chia sẻ kỹ năng rồi. Thì ông mới nói là có nhiều công ty á, thực ra họ muốn lợi dụng tôi. Để làm gì? Để họ bán được các cái khóa này khóa kia, họ nâng cái level của họ lên, để họ bán được cái khóa học này kia. Ông nói luôn mà, nếu ví dụ á, mà anh tạo ra một chương trình học
được chưa, mà giúp ích cho cộng đồng mà phi lợi nhuận đấy, gọi là giống như là miễn phí đó, hoặc là những cái phí rất là nhỏ để mà phụ thôi, tạo cái thì tạo cái phụ phí cho cái việc là tổ chức thôi, thì tôi sẽ đến chia sẻ. Nhưng mà tôi đến mà chia sẻ chỉ để về lấy tiền đó, để cho các anh lấy tiền học viên đó, thì tôi không đến. Mà nếu mà tôi đến đó, thì tôi biết anh ý đồ của anh là thông qua tôi để anh kiếm được nhiều tiền hơn đó, thì sao ạ? Thì anh không có đủ khả năng để trả tiền thuê tôi đấy, tôi nói. Các anh chị em hình dung ấy, phần lớn những người mà tạo ra các cái công ty lớn, các anh chị em để đi, phần lớn các anh chị để Bill Gates nè, họ có đi dạy không? Rất ít. Lâu lâu họ chia sẻ, có. Hay là nhiều người lắm các anh chị, phần lớn các ông chủ doanh nghiệp ít khi đi làm chuyện đó lắm. Mà khi mà họ chia sẻ thì họ chia sẻ cho toàn thể cộng đồng. Nó là như vậy. Nên là các anh chị em lưu ý chỗ này nè. Cái môi trường tốt nhất để mà đào tạo cho các anh chị á, đó là các anh chị em dấn thân vào cái việc mà các anh chị em làm á. Các anh chị em đi hỏi những cái người mà có kinh nghiệm á, trong cái thị trường đó, là phương án học tốt nhất. Được chưa? Vậy thì khi các anh chị em đến với Rao One đi, hay là đến với môi trường nào đây, bây giờ các anh chị em nhớ này, hồi nãy Vũ chia sẻ các anh chị em, việc đầu tiên mình phải có ước mơ này, đúng không ạ? Việc thứ hai là gì? Là mình phải tìm cái lĩnh vực nào có thể giúp cho mình đạt được cái giấc mơ đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Rồi sau đó bắt đầu là mình dấn thân vào lĩnh vực đó, thì mình đi hỏi những cái người đạt được thành quả, kết quả trong cái lĩnh vực đó để mình học hỏi, để mình đạt được giống như họ. Thì cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Bây giờ các anh chị học một nơi rồi các anh chị em đi làm một nẻo, thì làm sao mà thành công được? Các anh chị hình dung không? Bây giờ nếu mà cho Vũ đi làm cái công ty Amway đi, chắc chắn trong vòng 3 tháng tới 1 năm Vũ sẽ cực kỳ thành công trong công ty Amway cho luôn. Nếu Vũ bắt đầu lại. Hoặc nếu ví dụ giống như Vũ chọn cái lĩnh vực làm bảo hiểm đi, đảm bảo trong vòng 3 tới 6 tháng tới 1 năm, Vũ cũng sẽ là một trong những người rất là thành công ở bảo hiểm đó. Nếu Vũ chọn lĩnh vực bảo hiểm để đạt được giấc mơ cho Vũ. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Bởi vì sao vậy? Tiêu chí của Vũ rất đơn giản, nếu Vũ dấn thân vào lĩnh vực nào, Vũ sẽ đi học hỏi những người đã đạt được kết quả thành công đó rồi. Đôi lúc có những người này họ chia sẻ cái này nó không hay, nhưng mà mình phải nghe hết để làm gì? Mình lấy cái hay của họ. Các anh chị nhớ, có thể rằng như ví dụ giống như Vũ này, có nhiều cái không hay, nhưng các chị em chỉ cần tìm cái hay thôi là được rồi. Đúng không? Mà 10 ông director ở đây, Rao có 10 ông director ở Việt Nam, 10 ông, thì các anh chị em học một cái hay của một ông, học một cái hay của một ông, học một cái hay của một ông. Vậy các anh chị em học được 10 cái hay của 10 ông này, các anh chị em thành công. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên rằng là ngay lúc này thì chúng ta đang bị vướng cái dịch corona, nên Vũ chưa tạo ra được những cái chương trình đó. Nhưng mà các anh chị em biết được rằng là Vũ đang chuẩn bị một cái gì đó lớn hơn. Đó là giống như là gì? Một chương trình đào tạo lớn hơn mà free. Được chưa? Thì đó là gì? Khi mà hết dịch corona này xong, thì chúng ta sẽ tổ chức những chương trình, sự kiện lớn. Nhưng mà gì? Những cái ai mà đạt được những kết quả như director trở lên, bắt đầu sao? Mình tổ chức một sân khấu mà. Thì các ông director nè, được chưa? Hay là các ông resident nè, bắt ông chia sẻ, mỗi ông nếu chia sẻ đó, khúc. Thì có phải rằng là khi các chị em, những người mới hay là những người chưa đạt tới điều đó, mỗi ông nghe khúc, học được cái hay của ông này, học được cái hay ông này, học được cái hay của ông kia, học cái hay của ông nọ, là các chị em thành công cực kỳ nhanh luôn trong lĩnh vực mà các chị em đã chọn. Các chị em nắm ý không ạ? Bây giờ mình dịch mình chưa làm được chứ mục tiêu của Vũ là như thế. Thì như vậy á, có phải rằng là trong một thời gian ngắn chúng ta có thể tạo ra được thị trường hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người, đâu có biết được đâu, từ khắp thế giới có khi lại tới một ngày tới để học các anh chị. Các anh chị em hình dung á. Vậy thì khi các anh chị em lên director nè, lên resident nè, thì tới một ngày Vũ nói luôn, không biết được đâu, có thể rằng từ khắp thế giới nó sẽ tới để học các anh chị. Tại sao vậy? Tại vì nó muốn học từ nhiều người đạt được kết quả đó. Các anh chị hiểu không? Vấn đề rằng là gì? Chúng ta đang bị vướng nên chúng ta chưa tổ chức được các chương trình này. Ok. Học nhanh nhất là học từ cái người tạo ra kết quả, từ cái đơn vị đó, cái công ty đó, cái chỗ mà họ đang làm. Đó là phương án học hay nhất. Các anh chị nắm ý ạ. Mà học lại miễn phí nữa, có tốn tiền đâu. Đúng không? Các anh chị em vừa học vừa làm,
các chị có tốn tiền đâu. Trong khi á, mình lại cứ phải vác tiền đi học ông này ông kia ông tọ. Ta nói nếu mà các anh chị em đóng phí đi tới đó học rất là tốt, nếu mà các anh chị em dư tiền thì tới đó học rất là tốt, nhưng mà các anh chị em phải trả giá rất là nhiều. Nhiều người nha đi vay mượn tùm lum tùm la để mà đi tới nghe mấy cái ông để học, nhưng mà học xong chưa chắc đã áp dụng được trong cái việc chính của mình. Các anh chị em hình dung yếu ạ. Ok ha. Nên rằng là các anh chị em cần phải chú ý những cái. Thì trong quá trình Vũ chia sẻ thì Vũ chia sẻ thêm cái này, thêm cái này, thêm cái này, để cho các anh chị em nắm tổng quan đó. Để các anh chị em thấy cái nào hay, các anh chị em bóc hốt nó ra, các anh chị em ghi lại, các anh chị em học cái đó. Được chưa? Và thêm một lần nữa, Vũ muốn nhấn mạnh cái vấn đề cuối cùng nha. Đây là vấn đề cuối cùng. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong chương trình livestream vào tối ngày hôm nay. Nếu các anh chị mà xác định là một người giỏi, được chưa? Các anh chị em xác định là một người giỏi thì mình hãy phải tự nâng mình lên, được chưa? Rồi để mình giúp cho những người khác. Chứ đừng có nghĩ mình giỏi thì mình lúc nào á mình cũng nằm trên đầu ông nội người khác. Không có được, đừng có làm vậy. Được chưa? Đây là mô hình hỗ trợ lẫn nhau. Đừng có làm cái kiểu rằng là giống như mình cứ nghĩ mình giỏi thì sao bắt đầu mình cứ đòi nằm trên đầu người khác. Ở đây nè, tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta cần phải làm những việc này, việc kia. Được chưa? Nhưng mà có nhiều người á, họ không thấy được điều này. Họ cứ nghĩ là họ giỏi thôi và mãi mãi họ chỉ có nằm trên đầu người ta thôi. Tại vì từ hôm bữa giờ Vũ thấy có rất là nhiều cô nhắn tin cho Vũ. Không hiểu sao mà cái thằng đó nó suốt ngày nó nói rằng nó là thủ lĩnh. Mà nó mời mình làm cái công việc gì á thì khi mình làm thì mình làm dưới nó. Nhưng mà khi nào mình mà có cơ hội gì á mà nó mà mình giới thiệu nó mà nó thấy hay á là nó đi mò đâu á, nó cũng làm công việc đó luôn, nhưng mà nó không bao giờ nó làm dưới mình. Các anh chị vô biết mấy người họ nói vậy. Sau đó cô còn nói như vậy nè. Là gì? Cái nào á mà nó mời mình á mà mình không tham gia là bắt đầu là nó dùng, nó nói hết lời này hết lời kia để nó nói xấu, nó nói này nói kia, nó kêu là nó có chuyên gia này chuyên gia kia test cái công việc của mình đang làm á, là nó phải chu dập cái công việc của mình đang làm. Kỳ vậy, đã mang tiếng là thủ lĩnh mà, đã mang tiếng là người đi làm, nó phải hay chứ, con người phải hay hơn chứ, đừng có làm ba cái kiểu đó, nó không có hay. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên rằng là gì? Lâu lâu á, Vũ lâu lâu có đợt vừa rồi khi Vũ ra Hà Nội á, Vũ cũng chia sẻ, Vũ gặp mấy cái cậu trẻ. Vũ biết mấy cái cậu này là cái tính của họ là như thế. Nhưng mà sao Vũ nói rồi? Các bạn biết rằng mấy cái cô này nè, từ xưa tới nay các cô mất tiền rất là nhiều rồi. Đầu tư tùm lum tùm la rất là nhiều tiền rồi. Ngày hôm nay á, mấy cô mời mấy bạn á, thì mấy bạn cứ làm đi. Có cần gì thì Vũ hỗ trợ cho các bạn để bạn thành công. Hỗ trợ gì thêm, cần gì cứ làm việc với Vũ. Nhưng cứ đăng ký với mấy cổ, để là gì các bạn cứ làm, thì mấy cổ sẽ được hưởng thêm cái quyền lợi cho mấy cổ. Đúng không? Tại vì sao vậy? Cái cơ hội này cổ biết, cổ chia sẻ cho các bạn. Ngày xưa các bạn cứ mời các cổ, rồi xong bây giờ là các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn cứ lùa mấy cổ vô rồi các bạn kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng bây giờ khi có cơ hội á, các cô giới thiệu các bạn thì các bạn không chịu làm. Các bạn cứ đòi chỗ này đòi chỗ kia. Các bạn thấy có được không? Không. Nếu các bạn nghĩ là các bạn giỏi thì các bạn phải nhớ nè, cái câu mà Vũ hay nói nè, là raise yourself to help mankind. Có nghĩa là hãy tự nâng mình lên để giúp đỡ cho những người khác. Được chưa? Thì đó mới là thực sự là những người giỏi. Đó mới thực sự là những người leader. Được chưa? Ok ha. Nên rằng là còn có một trường hợp này nữa, đây là trường hợp mấy cô nha. Còn một trường hợp nữa, hôm vừa rồi cũng vậy, cái anh kia, anh nhờ Vũ đi chia sẻ cho một cái cậu kia. Thì cậu đó cũng giỏi. Trình bày xong bắt đầu là cậu về, cậu nói em phải nằm trên anh thì em mới làm, còn không á em nằm dưới anh, em không làm. Vậy thôi, hết. Câu chuyện là vậy, có nhiều người vậy. Các chuyện nhiều quá. Làm hệ thống, đừng có nghĩ vậy. Được chưa? Cơ hội đến, mình nắm bắt, mình làm. Nếu mà ai giúp đỡ cho mình được
thì điều tuyệt vời. Không được, học hỏi, mình làm. Thì mình làm nó sẽ ghê gớm hơn. Thật sự các anh chị em nhớ này, thiên hạ nói gì mình á, xấu gì á, mình không sợ. Nhưng mà từ lòng mình á, mà nói xấu, nói mình xấu á, thì mình mới sợ các anh chị, ngủ không ngon đâu. Ngủ không ngon, ăn cũng không có yên đâu. Nói sự thật là như thế. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Nên rằng là gì? Xác định là leader, xác định là thủ lĩnh á, thì mình sao? Mình phải làm sao? Để sao? Để giúp cho những người khác tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó là như thế. Có những lúc các anh chị em cần phải, anh làm vị trí cho em, em hỗ trợ cho anh, em làm cho anh. Nếu xác định làm được thì kêu họ, chứ đừng có làm nửa vời mà ảnh hưởng tới cả rất là nhiều người. Và đôi lúc á, nó làm cho con người mình á, nó xấu đi, nó không hay. Các anh chị em nắm ý ha. Ok, đó là mấy cái vấn đề mà Vũ muốn chia sẻ cho các anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Thì tới bây giờ cũng là 2 tiếng rồi các anh chị. Lời cuối cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon. Và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Và hy vọng ngày mai chúng ta được nghe tin có một ai đó trên thế giới, một nhân tài nào đó, được chưa? Họ phát minh ra được một cái vaccine để ngăn cản được con virus, để giúp cho thế giới qua được cơn khủng hoảng và giúp cho nhiều người thoát qua được nhiều cái cảnh mà đang không tốt, được không ạ? Ok ha. Đó. Nếu mà ông bác sĩ nào đó, đúng không ạ, ngày mai, ngày kia mà phát minh ra được một cái vaccine mà có thể giúp cho cả thế giới này thoát qua cơn khủng hoảng này, thì đời 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 cái tên của ông thành công đã nổi tiếng các anh chị. Đó là lĩnh vực của ông, được chưa? Ok ha. Các anh chị em nắm ý không ạ? Đó là tài năng của ông, mà không phải ai cũng có được tài năng này, được chưa? Với cái kinh doanh này thì khác, được chưa? Mỗi người một chút, mỗi người một chút, mỗi người một chút. Nếu các bạn là những người giỏi thực sự, hãy giúp cho những người khác thành công, thì bạn cực kỳ thành công. Các anh chị vô ạ. Và thêm một điều cũng muốn nhấn mạnh cho các anh chị như thế này nè. Giúp cho một người giàu để họ giàu hơn, không có chuyện gì xảy ra cả, đúng không ạ? Giúp cho một người không có gì mà họ giàu lên được, mà thành công được, tự do tài chính được, tự do thời gian được, thì đời 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 các những người đó nhớ các anh chị. Thì cái đó mới cái quan trọng chứ. Ok ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong những cái đoạn video clip khác. Ok, bye bye. Chúc tất cả các anh chị em ngủ ngon.